Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Virus. Và lần đầu tiên tớ tự reaction chính mình trên The Mask Singer Việt Nam. Và khi tớ được mời tham gia làm ban cố vấn thì đấy hoàn toàn một điều bất ngờ và rất là hạnh phúc. Tớ sẽ reaction lại chính bản thân tớ. Bởi vì như vậy cho nên chúng ta sẽ có hai yếu tố. Thứ nhất đó là bởi vì tớ đã xem, tớ ngồi tại chỗ xem rồi, tớ biết rất nhiều thứ trong tương lai của tập này rồi, cho nên tớ sẽ không nói những cương vị đánh giá sản phẩm âm nhạc các thứ. Thứ hai là khi ngồi ở nhà tớ sẽ được nghe một cái file thông qua Multitrack đánh thẳng vào tai, nó không còn là khung cảnh nữa, đâm ra cảm giác sẽ khác. Thực tế chia sẻ với mọi người là ngồi ở đấy tớ phải rất là nén để không phải khóc, bởi vì một là phần thi của chị Osen, hai đó là phần xuất hiện và hát cuối cùng của Kỳ Đào Hoa. Phần đấy tớ nén thôi rồi lượm ơi, không tớ khóc như mưa. Thế thì mọi người, tớ không, thực sự là này, tớ có thể ngồi ở nhà phòng livestream để khóc trước một cái máy quay. Tớ biết là rất nhiều người xem video này, nhưng tớ không thể nào mà muốn mình khóc trước mặt một ai đó. Đây điều rất là kỵ đối với cá nhân tớ, không biết lý do vì sao mà tớ rất là ngại khóc trước mặt một ai đó. Phải ai đó rất là thân, người thân, người yêu thì có khi tớ mới khóc, chứ không thì không. Còn cái ngoại lệ cái phần khóc là qua camera nha. Thì đấy, đấy là ý kiến của tớ. Nhưng mà thôi, quay đi quay lại, ngày hôm nay tớ sẽ vừa nghe, xem và kể cho mọi người quá trình đi quay và những sự khác biệt khi tớ ngồi nhà và nghe như thế nào. Chúng ta cùng trải nghiệm Virus Reaction Virus. Ok, The Mask Singer Việt Nam. Tập 12, ca sĩ mặt nạ, let's go! Đã sẵn sàng chưa? Để đáp ứng sự yêu mến và mong đợi của quý vị khán giả, The Mask Singer Việt Nam All Star Concert sẽ được chính... Mọi người nhớ mua vé đi All Star Concert nha, tại vì hôm nay tớ cũng đi. Chị biết mà tua cái. Trời ơi, ai đẹp trai thế trời. Trời ơi, ai gì ta. Cho xin một comment vai rất đẹp trai gì ta. Ai đẹp trai có trời gì ta. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với buổi đại tiệc âm nhạc được mong chờ nhất vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần, đó chính là The Mask Singer Việt Nam. Cái dáng của tôi y hệt lúc đấy luôn. Ôi này, trai mọi người hình như tôi là hôm nay ăn mặc đẹp trai nên là anh camera yêu quý từ đấy bắt liên tục. Và thưa quý vị, chương trình The Mask Singer Việt Nam do Vion và VChannel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng đến 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2, VChannel và kênh V giải trí. Và quý vị hãy cùng chúng tôi tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được xem sớm nhất và trọn bộ The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ, thưởng thức hàng ngàn bộ phim, 5 nhà bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và 200 kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Vion không thể rời mắt. Và fueltheovz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức của chúng tôi. Tập này có thể tớ sẽ không thua một tí nào mấy, là bởi vì bất kể một cảnh nào cũng có thể tớ vào trong đó. Mọi người thông cảm, tớ rất là tớ muốn xem mình ở trên sản phẩm như TV như nào, cho nên là tớ sẽ không thua cho mọi người thông cảm ưu tiên lần đầu tiên của thằng bé. Để cập nhật những nội dung độc quyền, xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính của chúng tôi, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ, sở hữu ngay thẻ VIB Cashback để được hoàn đến 10% không giới hạn. Và nhân đây cũng gửi lời cảm ơn đến đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi, cùng cùng nha. Nhạc chất. Hãy cùng chúng tôi chào đón hội đồng cố vấn những nhân vật vô cùng quyền lực. Đầu tiên, diễn viên, doanh nhân trẻ, Hành Trương Thành. Ca sĩ Tóc Tiên. Ca sĩ Đức Phúc. Ca nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Cố vấn Virus. Xin chào mọi người nha. Đẹp trai thế à. Chào mọi người nha. Ê, ở nhà mặc quần ở nhà thông cảm nha.
Wow, hôm nay là dàn cố vấn chúng ta nhìn chất lượng nha, đủ mọi lĩnh vực khác nhau, doanh nhân trẻ. Đất đai thì bây giờ Đà Lạt gọi tên Ngô Kiến Huy. Tôi xin thưa với anh rằng là không biết anh với tôi thì ai là doanh nhân trẻ ạ? Anh này, cứ nói như vậy, oan cho em nó luôn á. Hiện nay giới bất động sản đang rao bán những mảnh đất của Ngô Kiến Huy, tôi có biết điều đó. Bởi vậy, câu hỏi này nó cũng liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Dạ, đó chính là sở thích ạ. Thế à? Bây giờ hỏi nhanh anh Chính Thành, cái dữ kiện về sở thích của những nhân vật ngày hôm nay có giúp anh thêm thông tin để mình có thể lột trần họ là ai hay không? Với kinh nghiệm đã ngồi đây qua nhiều số thì tất cả những dữ liệu chương trình đưa ra sẽ làm khách mời điên loạn hơn, nhức đầu hơn, cho nên tôi vẫn tin vào giọng hát của họ hơn à. Anh đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Cảm ơn doanh nhân trẻ. Trẻ măng. Còn tốt tiên để kể là những sở thích của mình và sẽ chọn những sở thích gì? Nấu ăn, ăn uống. Em tưởng sở thích của chị tóc tiên là anh Hoàng Tu Liver. Cái đó sẽ gọi là sở thích. Đúng là cái người chưa lập gia đình đúng không khác anh ơi? Cái đó nó gọi là nghiệp. Chỉ có những người lập gia đình mới hiểu thôi. Trời ơi. Anh Thành duyên nhỉ, anh Thành có những câu nói rất là phù hợp. Đấy, phải không, có những người như vậy thì khó mà có những cái tiểu tiết được cắt lên màn hình á. Còn khách mời chỉ tham gia là chờ đến nói. Thực ra tớ cũng phải chờ đến, tại vì tớ không quen nhiều cho nên phải chờ đến việc anh Huy nói thì tớ mới nói. Chứ tớ không quen nói vào người khác như vậy, và với kinh nghiệm tham gia thì phải có người giỏi như anh Thành thì mới thêm câu rất là hợp lý thời điểm. Varus, bạn đã reaction rất là nhiều những tập The Masked Singer rồi. Ấn tượng của bạn về chương trình như thế nào? Đây là chương trình duy nhất mà em cảm thấy chất lượng âm nhạc, âm thanh, bài hát, trình diễn, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đến mức mà bây giờ em sẽ không bật playlist âm nhạc mà thu bởi ca sĩ nữa, mà em sẽ bật toàn playlist live band của The Masked Singer đó. Dạ, yeah, đó là cái điểm đặc biệt nhất của The Masked Singer. Chương trình mình không biết tác động như thế nào mà Virus review full show. Ê, cái này nhấn mạnh lại nha, rất nhiều người bảo tớ là được V Channel trả tiền. No, không nha. Hiện tại thì cái duyên khi tớ reaction The Masked Singer đó chính là việc mà ở công ty tớ đề xuất là anh ơi có một game show rất hay như vậy, liệu mình có thể xin phép bản quyền để mình reaction được không? Thì khi mình nghe là game show âm nhạc, mình muốn làm thử một tập đầu. Với chính vì việc đó xong mọi người thấy tập đầu tớ tua rất là nhiều. Xong rồi sao không, là tất cả bản thân không có ai trả cho tớ một đồng nào nha mọi người. Alo. Không tác động gì anh, tất cả là tự nhiên. Từ ban đầu thì em chỉ làm giống như các cái trải nghiệm cơ bản của em. Nhưng về sau em hay quá đến mức mà em để nguyên xe cả chị Tiên cả anh Thành nói từ đầu đến cuối không dừng một tí nào luôn. Sau khi tham gia tập này, về reaction cái tập mà mình tham gia mới ghi. Cảm ơn anh Thành, vâng ngày hôm nay đã tới. Cảm ơn mọi người. Giờ em reaction đây. Tuyền ơi. Dạ. Đóng tiền đóng điệu quá. Giỏi lắm, tiền giỏi. Một nhạc sĩ rất nhiều bài hit. Ngày hôm nay mang tới đây tâm hồn như thế nào? Có dự trù là mình đoán được bao nhiêu nhân vật trong buổi tối ngày hôm nay hay không? Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào anh Huy, xin chào ban nhạc, chào anh Virus, chào chị Tiên, chào anh Thành, chào Phúc, như là toàn bộ khán giả đang ngồi ở đây. Em là nam nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Hôm nay em rất là vui khi được đến với The Masked Singer Việt Nam. Anh hỏi gì em quên. Chào cho cô xong nó quên. Ê, tớ hay được lên hình ha. Cảm ơn cameraman nha, cảm ơn đạo diễn. Quên câu hỏi rồi. Anh hỏi gì? Hơi ngắn gọn là cái cảm xúc của Tuyền khi đến với chúng tôi như thế nào? Ban đầu ấy, nhà sản xuất có gọi cho em và mọi người có nhu cầu muốn đặt bài em. Và đặt số lượng lớn luôn, không cho em biết người hát là ai. Tại vì nó rất là khác với cái nguyên tắc từ trước đến giờ em làm nhạc á. Đúng rồi, thường sẽ phải nghe người đấy, biết người đấy ai, tính cách thế nào, quãng giọng ra làm sao thì nhạc sĩ mới viết. Khi mà em viết một bài hát thì em phải biết ca sĩ là ai, rồi phối khí như thế nào. Cho đến khi là em xem được 3 tập đầu tiên của chương trình thì em wow. Cũng là lâu lắm rồi em mới xem một cái chương trình âm nhạc với live band mà ca sĩ hát kinh khủng như thế. Thế là em dốc hết tâm huyết của em để em gửi bài cho chương trình. Và đó là lý do tại sao em có mặt ngày hôm nay ạ. Chương trình quá đầu tư luôn. Một bài của Tiền bán cũng là giá trên trời lắm. Bằng miếng đất chưa đặt bao giờ luôn á. Đó như vậy, để bảo vệ chương trình thì chúng tôi mua số lượng sỉ, thì hy vọng là Tiền cũng sẽ có một cái gói sỉ chúng tôi. Không những là đặt cho những mascot mà ở đây còn đặt cho cả dàn cố vấn nữa.
Nhưng mà là có thật không anh? Thấy chưa? Phúc tinh thiệt kìa. Em lo nhớ cái con hù đi. Em đừng nhớ tới cái chuyện này nha. Và thưa quý vị, chúng ta đã sẵn sàng bước vào một không gian âm nhạc hứa hẹn sẽ là một cơn địa chấn. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Singer Việt Nam. Chủ đề là sở thích. Và như mọi người đã biết, vòng vừa rồi bắt đầu đến vòng này đều là ba loại một và hai người B-đồ. Chúng ta hôm nay sẽ có ba người biểu diễn và một phần B-đồ. Hãy cho một cái tên. Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện đầu tiên của một chiến binh đa màu sắc. Cô ấy có thể biến hóa ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Vẻ ngoài sẽ là một hình ảnh vô cùng sexy, nhưng bên trong đó là một tâm hồn vô cùng mạnh mẽ. Hãy chào đón Kỳ Đà Hoa. Chắc chắn rồi, mình nói có bị lộ cái đoạn nào không ta? Rất xin lỗi mọi người. Rất xin lỗi mọi người, hình như tôi nói cái gì đã bị lộ rồi. Nhưng mà cũng chỉ lộ hết cái video này thôi chứ không phải cái gì. Nhưng mà anh rất xin lỗi mọi người. Cùng ta cùng xem nha. Trời ơi. Chào đón Kỳ Đà Hoa. Kỳ Đà Hoa, wow, let's go. Ngày hôm nay tất cả những bộ trang phục chúng tôi đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Kỳ Đà Hoa sẽ một vòng cho ban cố vấn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp Kỳ Đà Hoa được không ạ? Yeah yeah. Xuất sắc. Đúng như vậy, nhưng mà Kỳ Đào Hoa nhảy rất là sexy luôn, không hề bị cản trở. Tôi luôn. Nhận thấy Kỳ Đào Hoa là một người sử dụng khá thành thạo mông của mình. Đúng rồi. Đó, đấy chưa. Đó. Những cái người mà xài mông á, mà chuẩn ở trong showbiz nè, là chị Hồng Ngọc nè. Đúng rồi, chị Hồng Ngọc rất thích twerking. Đoan Trang nè. Yes. Thảo Trang nè. Đúng rồi. Rồi Thu Trang nè. Chị Yến Trang luôn à? À vậy hả? Có luôn. À, đúng rồi, chị Yến Trang. Có luôn nha. Quá trời cái tên. Rồi, bây giờ sẽ là manh mối đầu tiên dành cho hội đồng cố vấn để xem ở chủ đề là sở thích thì Kỳ Đà thích điều gì. Xin mời. Yeah. I feel in myself. Cái phần khi bọn tôi tham gia quay tất nhiên là bọn tôi mong tất cả mọi người đều cố gắng nói nhiều nhất có thể, nhưng mà trong quá trình cắt ra cũng chỉ cắt một vài đoạn mọi người nha, chứ không phải là vì tớ không nói hoặc là người khác không nói nha. Mọi người hiểu đâu để sao nó cân đối chương trình, đây là điều tớ rất ủng hộ. Kỳ Đà tôi là một cô nàng lây lội và đam mê những trò chơi mạo hiểm, chính vì thế mà cơ thể này có không ít thương tích, càng đau đớn càng nhớ lâu. Năm ấy thay vì được bay nhảy như đám bạn thì chân tôi lại bị cột và nằm trong cát rơi trên tuyết. Thì ra lãng mạn không phải là nhìn tuyết rơi mùa hè. Không vì thế mà tôi chùn bước với những thách thức. Dù trước mắt là con đường khó thì tôi vẫn sẽ kiên định với những gì mình theo đuổi. Và sau những vấp váp, tôi cũng vỗ về bản thân bằng những phần thưởng nhỏ bé. Vì tớ biết là ai rồi nên mọi người cứ tự đoán nha. Rất có thể bạn sẽ gặp tôi ngã lúc phơi nắng trên bờ biển Hawaii, hoặc ngẩn ngơ ngắm cực quang Thụy Điển. Tôi còn có rất nhiều hoài bão và ước mơ để biến thành hiện thực. Mọi người cứ chờ xem những bất ngờ gì sẽ tới tiếp theo nha. Nhưng trước hết, hãy lạc vào giọng hát của Kỳ Đà tôi bây giờ. Có nhiều thông tin quá luôn á. Mình là ca sĩ, mình bớt đưa thông tin lại được không? Nhiều quá. Anh Hành để những cái hình gì ạ? Nào là Hawaii, nào là Thụy Điển, nào là tuyết rơi mùa hè cột mốc 15. Có nghĩa là người này là người xa xứ, có thể là lấy chồng hoặc là có người yêu ở nước ngoài.
đã dừng hoạt động trong một thời gian. Yeah. Và em xem thì em thấy có hai cái mà em cũng ngờ ngợ ra hai ba cái tên rồi, đó là thích tắm biển thì sẽ là ra hơi ngắm nắng này, thứ hai đó là đã từng nghỉ một thời gian, cuối cùng đó là có cái liên kết với nước ngoài. Em nghĩ là có thể là ca sĩ nữ mà lấy chồng nước ngoài chẳng hạn. Đúng rồi. Với lại hồi nãy anh Thành có nhắc là góc nghiêng đẹp trai ngời ngời. Là Tuyết Rơi Mùa Hè nữa. Yeah. Tên một bài hát nha mọi người. Đúng đúng. Của chị Đan Trang. Chị Đan Trang. Thì đó, nằm nằm đâu cái khu đó thôi đó. Hứa Kim Tuyền, với những dữ liệu vừa rồi thì bạn có nghĩ ẩn sau lớp mặt nạ Kỳ Đào Hoa là ai không ạ? À? Nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ con của chị Kỳ Đào Hoa, xong rồi những cái dữ liệu nó pop up ra thì em nghĩ thế là chị Đan Trang. Chồng của Đan Trang là Yuan, là người Thụy Điển. Còn Hawaii thì sao ạ? Hawaii là nơi hai người đó đã từng đi hưởng tuần trăng mật. Thôi sao anh rảnh vậy? Anh chơi gì đang đang xưa mà. Tự nhiên em thấy thần thánh hóa luôn á. Tiên mang, giờ ai nói tôi nhiều chuyện đâu chứ tôi chơi sao biết hơi bị nhiều. Mà em nghĩ không có dễ vậy đâu. Không thì dĩ nhiên, anh dĩ nhiên. Đang phân tích dữ liệu là như vậy. Có ai nhớ lại là ca sĩ nào bị chấn thương không? Mà phải nghỉ ngơi. Cái in khá là hay. Và không phải là tự nhiên người ta đưa vô. Dạ không để là chi tiết sao nhãn mình được. Anh nghĩ là trong bao nhiêu cái xạo thì cái chân nhiều khi là thiệt á. Dạ. Em thì em nghĩ một cái tên thì không biết em còn nhớ đúng không, đó là chị Đoan Trang thì hay nhảy belly dance. Chị rất mê nhảy. Và cái việc chấn thương đấy là vì nhảy chứ không phải là vì biểu diễn ạ. Chẳng sao, đang thông minh quá vậy. Trả lời tôi nè, cái chuyện nó có thiệt không? Thiệt. Nhưng mà theo những cái dữ liệu thì Kỳ Đà là một người rất là hướng nội. Đúng. Rất là thích những cái hoạt động ngoài trời. Khoan khoan, hướng nội mà thích ngoài trời. Xin lỗi, cho nên là cái chấn thương nó cũng có thể đến từ những cái việc mà chơi thể thao hoặc là chơi những cái trò chơi mạo hiểm nào đó. Đó là sở thích của Kỳ Đà. Hoặc là accident. Thì đó là một cái accident trong lúc chơi một cái trò mạo hiểm nào. Không đó. Không, accident mà về xe cộ hay là gì luôn á. Cũng có thể. Sẽ có những cái người ca sĩ họ bị chấn thương cho nên họ không hoạt động được thời gian. Họ có thể là chấn thương khi biểu diễn. Yeah, maybe. Kiểu đang hát thì nhảy bị ngã đấy. Có ai không ta? Nhiều. Em nhớ lại clip ngày xưa chị Đông Nhi bị ngã, nhưng mà đây không phải Đông chị Đông cái Nhi. Cái này chấn thương mà bó bột là chấn thương nặng. Và Đông Nhi không quấy được cỡ đó. Rồi, đó là dữ liệu đầu tiên nhá. Bây giờ là dữ liệu quan trọng để chúng ta cảm nhận về âm nhạc mà Kỳ Đào Hoa mang đến ngày hôm. Mọi người chú ý nha, có những dữ liệu mà chương trình cố tình đưa vào để chúng ta nhầm sang cái người đấy. Mình đúng là tầm chiều mới trả. Này. Đây, đã được nghe ở trong cái tai nghe và nghe đường bên tin sách về rồi thì cảm giác nó sẽ hơi khác ở tại địa điểm. Ok. Trời ơi, ta điên à. Ngồi đấy nghe không rõ phần band lắm, nhưng mà cái tổng thể thì hay kinh khủng. Tình yêu của tôi tựa như màu xanh của lá, hai vì sao lấp lánh trên cao như hạt sương đọng trên cành hoa tươi mát. Khi bình minh hé sáng rất đẹp là tình yêu tôi. Ủa, tay quá ta. Thời gian dần qua mà sao tình đôi ta vẫn như ngày đầu tiên mới quen nhau, mong gặp nhau ngày đêm chẳng đánh rơi xa. Ủa, nó bè cơ. Ta gọi tên nhau mãi rất cần là tình yêu. Có những lúc sóng gió cứ ngỡ chia tay, anh vẫn thầm thiết nói ra yêu em, người yêu hết hơi lòng cảm ơn anh. Có anh mới xanh thắm như chiếc lá non, niềm tin em đã trao hết cho anh. Cảm ơn anh. Again.
khi bình minh hết sáng rất đẹp là tình yêu tôi. Thời gian dần qua mà sao tình đôi ta vẫn như ngày đầu tiên mới quen nhau, mong gặp nhau ngày đêm trong anh rơi xa, ta gọi tên nhau mãi rất gần. Wow. Ê, tớ đã biết phân tích cho mọi người hiểu rồi. Tức là cái quá trình nghe ở nhà và ở đấy nó rất khác nhau. Tất nhiên chất âm, tâm thanh, âm nhạc là tuyệt vời. Tớ nghe ở đấy, tớ bởi vì cái vị thế của tớ nghe, thứ nhất là nó không phải là trực diện loa, nên tớ sẽ không trải nghiệm quá sát và tập trung phân tích được. Nhưng ở đấy thực sự mọi người cái không khí enjoy một cách, tớ tận hưởng âm nhạc một cách nhiều hơn ở nhà rất nhiều. Tớ ngồi đấy tớ phải tận hưởng âm nhạc được 200-300%. Nhưng tớ lại không có mang một cái tâm lý phân tích ngay được, bởi vì nó là một cái khoảng không reverb rất là, không gian rất là rộng và âm thanh được va đập nhiều nơi. Đâm tớ nghe sẽ không tách biệt được từng cái. Mà khi tớ nghe cái này với Mitty Check, tớ nghe được phần bè, tớ nghe được phần guitar điện chạy, tớ nghe được đoạn kèn brass, đống brass phủy vào, đống cái tiếng kèn gần giống tiếng kèn nó phủy vào này. Tớ nghe được tiếng trống và piano cưng cưng tực đánh slow and beat, pop and beat, bùm bùm bắp chừng chừng. Mọi người tạo, nó tạo lên một cái vẻ lãng mạn khủng khiếp. Đó là một cái vẻ lãng mạn nó sang trọng, nó kiểu quý phái mọi người. Mà cái hòa thanh để giờ nghe kỹ mình thấy anh Sa đánh cưng dã man. Mọi người nghe nó đánh thề luôn, lúc đấy tớ chỉ có tận hưởng, tớ không mang cái tâm lý phân tích ở lúc ngồi đấy. Nhưng ngồi nhà bây giờ nghe mình phân tích ngược lại mọi người mới thích này. Đấy là cái brass kèn đấy mà. Rồi từng 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 tơ 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 guitar vậy, guitar có cái nốt nó lãng mạn, nó lãng tử, nghe âm nhạc nó ra một cái hình tượng. Đây là cái loại âm nhạc mà nếu mà các bạn ngồi ở một cái quán ăn, đây là kiểu đánh pop R&B, slow R&B và thêm cái hòa thanh jazz vào, nó nghe nó sao nó lãng tử kinh khủng ấy mọi người. Âm nhạc phải dùng cái từ lãng tử ấy, không thể. Khi ở nhà tôi xem lại, tôi được xem những cái chất lọc, những cái canh cảnh quay hình ảnh rất là đẹp từ đạo diễn hình ảnh của V Channel và Beyond. Đâm ra là tớ đã còn được hưởng nhiều hơn nữa về mặt hình ảnh. Ngồi đó thì tớ chỉ nghe enjoy 100%, cực kỳ sướng.
200-300% mà nhìn cái cảnh ở trên cầu luôn. Tình yêu của tôi tựa như màu xanh của lá, hai vì sao lấp lánh trên cao như hạt sương đậu trên cành hoa tươi mát. Mọi người thấy không? Tức là nếu như mà hát nhạc kiểu như thế này mà dùng cái giọng cơ bản bình thường với cá nhân thôi thì nó không thể ra được. Chúng ta phải hát điệu hơn rất nhiều, chúng ta phải dùng cái voice bẻ ra một chút, nó đanh đanh, nó điệu đà, nó thướt tha ấy, thì nó mới ra cái chất này. Khi bình minh hết sáng rất đẹp. Đứng những cái đoạn như thế này thì phải là người có khả năng xử lý giọng của họ và kỹ thuật thanh nhạc đủ tốt mới xử lý những mấy pha như này được. Giọng yếu xử lý mấy pha là cụt luôn, thực sự mọi người. Bình minh hết sáng rất đẹp, chỉ là tình yêu tôi. Thời gian dần qua mà sao tình đôi ta vẫn. Mọi người không? Thiếu như cái đấy nó không thể thiếu đâu mọi người. Bún đậu không thể thiếu mắm tôm là ý là sao đi mọi người? Ý là nó là tuyệt phẩm, nó là một sự tập hợp của nhiều thứ. Như ngày đầu tiên mới quen nhau, mong gặp nhau ngày đêm chẳng đánh rơi xa. Ta gọi tên nhau mãi rất cần là tình yêu. Tình có những lúc sóng gió cứ ngỡ chia tay, anh vẫn thân thiết nói ra yêu em. Người yêu ơi, thật lòng cảm ơn anh. Nổi hết da gà đó này. Tình của anh mới xanh thắm như chiếc lá non, niềm tin em đã trao hết cho anh. Gì đoạn chuyển là từng 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 đoạn chuyển. Người yêu ơi, cảm ơn anh thật nhiều. Mọi người ơi, nghe một cái nốt bass đi mãn ngang hoa nào mê thế nhở. Âm nhạc này có những thứ cuộc đời tôi không nghĩ là tận hưởng nó sướng. Mọi người có những cái thứ cuộc đời mà nó tiền không mua được, mọi người thì số lượng tiền có thể mua được, chúng ta mua vé đi xem. Nhưng mà ý là tức là có những cái món ăn tinh thần nó không biết, chắc là do tôi học nhạc đa cảm quá. Người yêu ơi, cảm ơn anh thật nhiều. Dù trái tim luôn yêu anh trọn đời. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chị, thể hiện quá tốt với cái giọng chạm một người phụ nữ từng trải, nghe rất rõ ràng, xử lý câu cú tiểu tiết nhấn nhá tận hưởng luôn. Quá hạnh phúc khi được xem cái phần trình diễn này, mọi người thấy không? Thực sự là nếu mà The Masked Singer Việt Nam mà có không có ý định thì em đề xuất đó là sau cái album ra các bài hát của ca sĩ ở lên các nền tảng bán thì xin phép là cho em mua lại cái phần liên quan đến bản phối khí. Em nghe không bản phối khí cũng mê, em sẽ mua cả hai, cả phần ca sĩ hát phần phối khí để mình ngồi nghe. Trời ơi, mê xỉu. Được rồi quý vị. Và mọi người thế này chắc là tớ phải lướt xin cái bàn này 4 tiếng mất rồi. Quá xuất sắc, quá nhiều cảm xúc. Wow, wow, wow. Wow, cảm ơn Kỳ Đào Hoa đã mang đến một tiết mục trình diễn mở màn cho buổi tối ngày hôm nay. Đúng là một cơn địa chấn. Kỳ Đào Hoa, Kỳ Đào Hoa, Kỳ Đào Hoa.
Hàng khủng không à? Hàng khủng thật sự. Không, tại vì hai cái vòng trước á, chị Kỳ Đà, chị ấy hát hai cái bài đó thì mình không có nghĩ rằng là cái năng lực, cái nội lực của chị ấy nó kinh khủng khiếp như ngày hôm nay. Và Tiên có cảm tưởng như đây mới chính là thế mạnh sở trường lớn nhất của chị Kỳ Đà ha. Đây không phải gọi là thế mạnh, nó gọi là thế giới của bà luôn. Cảm ơn nước. Cảm ơn Kỳ Đà, hôm nay Thành rất là xúc động. Thank you so much. Cái hay của Kỳ Đà là gì ạ? Kỳ Đà không có trưng trộn ngay từ đầu. Kỳ Đà rất là bình tĩnh để hát bài này. Nó rất là khó hát. Nếu bạn hát không giỏi, nó boring lắm mà nó dài thon lon à. Bạn phải rất là giỏi để bạn làm cho nó không bị chán cái bài. Nhịn nhã. Em hoàn toàn đồng ý với anh Thành. Đây là một bài cực kỳ khó thể hiện. Tại vì cái quãng trầm mà cao, cái khoảng nốt nó rất là xa nhau. Rất ít người ở Việt Nam có thể thể hiện được như thế này. Và ngay khi chị cất giọng hát, em nhìn chị bỏ qua lớp mặt nạ Kỳ Đà là em biết ai luôn rồi. Em biết người đấy là ai luôn rồi. Thực ra là nếu như mà với thực lực, với lại cái nội lực của cái giọng ca mà nãy giờ chúng ta đã biết là ai đó rồi, thì cái chuyện nó không là gì là khó hết. Khi mà anh nghe chị Kỳ Đà hát ấy, anh nhớ là cái cảm giác hồi xưa anh còn làm báo, anh có đi xem Acoustic Bar. Em không biết có phải là chị không, nhưng lúc đó chị hát bài Falling, hát với cái kiểu xử lý như thế này, khủng khiếp. Hôm nay em được nghe lại đúng cái nguồn năng lượng đó cách đây hơn 10 năm. Nãy giờ em thấy chị gật thì chắc là chị rồi. Nói thật, mình biết Kỳ Đào Hoa mà. Nhưng mà mình phải nói cái điều này, Kỳ Đào Hoa trưởng thành nhiều quá. Hát chắc chắn hơn rất là nhiều. Đúng là cái người mà người ta chín mùi rồi đó, là người ta làm mọi thứ nó bình tĩnh lắm, thông thả lắm. Rất cảm ơn Kỳ Đào Hoa đã thật sự rất là dũng cảm để mang những cái loại âm nhạc như thế này để giới thiệu tại một cái show lớn như thế này, mà tôi nghĩ là cũng không còn dịp nào hợp lý hơn. Yeah, cảm ơn bạn. Welcome back. Nãy giờ bên hội đồng cố vấn đã phân tích rất là nhiều về cách Kỳ Đào Hoa thể hiện bài hát này rồi. Nhưng mà bây giờ thì chương trình cũng muốn nghe là tại sao ở một vòng thi như thế này mà Kỳ Đào Hoa lại quyết định là chọn ca khúc mà như anh Tiến Thành nói là rất là khó để mà cover lại. Đầu tiên thì cảm ơn hội đồng cố vấn cũng như các bạn khán giả đã yêu mến cái phần trình diễn này. Kỳ Đà đến với chương trình Ca sĩ Mặt Nạ, The Masked Singer Việt Nam. Đầu tiên là thấy mình may mắn được chọn trong 15 nghệ sĩ tham gia. Thì tất cả các nghệ sĩ đều tham gia thì nó không phải là đi thi thấu nữa, mà là thể hiện những cái phần trình diễn tuyệt vời nhất để dành tặng cho khán giả. Và đặc biệt không phải dễ dàng để có một cái dàn cố vấn quá dễ như thế này để ngồi nghe chúng tôi hát quý vị. Bình thường bán vé không có đi mua mình nghe hát đâu. Bán vé hả? Anh ơi, cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mỗi dòng thì nó sẽ có một cái chủ đề khác nhau. Thì cố gắng là chọn những cái ca khúc nào đó mà mình có thể thể hiện. Và khán giả thì trước giờ chưa có nhìn thấy, chưa có được nghe. Vậy thôi đó. Rất dễ thương. Ê, sao tự nhiên nói chuyện đoạn này giống Lương Bích Hữu quá vậy? Kỳ Đào Hoa hát cỡ này thiệt á, em nói bán vé đi. Hội đồng cố vấn chắc mua 100 vé. Nói chứ, kiểu gì cũng phải có live concert thôi. Đó. Vừa rồi là giọng ca rồi nè, dữ liệu về những con số hình ảnh rồi. Bây giờ sẽ là dữ liệu thực tế sở thích của Kỳ Đào Hoa. Xin mời manh mối. Cái phần đó là cái khâu dựng mà mấy người đội editor của VChannel đã dựng quá ok. Trái chuối hả? Hai trang áo đen nó làm lố dễ sợ. À, trái chuối. Trái chuối. Dữ kiện là trái chuối. À, tại sao mình có manh mối này về Kỳ Đào Hoa? Kỳ Đào thích ăn chuối. Em ăn chút tay chút ta. Em ăn chuối cho em nha. Quá trời quậy rồi. Bà quỷ bà ơi. Bà bớt lại nha. Bà bớt lỡ tu lại bà Kỳ Đào. Bà rất tận hưởng. Sự. Dữ kiện nhạy cảm quá. Nhạy cảm do bà nói đó. Tôi thấy ăn chuối bình thường nó heo thì gần chết hả? Đúng không? Đúng. Đức Phúc là nó ăn hàng ngày đó chứ. Để có được cái ba đi này thì phải ăn heo xỉ. Em cũng ăn mỗi ngày, tập gym đồ. Thích ăn chuối là phải là những người hay tập gym. Bắp ăn chuối mà mọc ra một cái con kia luôn kìa. Cái gì? Ăn chuối mọc thỏ. Anh phi lý quá vậy. Đó, ngoài sở thích ăn chuối ra thì như Tóc Tiên chia sẻ là có khả năng đây là một nhân vật thích thể thao.
vận động mạnh. Đó, gật đầu rồi kìa. Anh thích những cái trò mạo hiểm. Người hoạt động rất là nhiều. Cho nên nó teo hoài và nó mập không có nói. Đúng vậy. Tiêu hao năng lượng nhiều. Yeah. Nên thế là ăn chuối là một sở thích của Kỳ Đào Hoa. Với một sở thích, một cái dữ liệu thêm như thế này thì hồi cô vấn mình có cái sự lựa chọn khác với là sự lựa chọn hồi nãy hay không ạ? À? Với cái thông tin này thì nó gọi là có cũng như không đó. Hả? Em muốn hỏi Kỳ Đà một câu, chị có định quay trở lại với thị trường âm nhạc không? Tức là tiếp tục dặt những cái ca khúc mà chị muốn không? Kỳ Đà trước đây khi mà mới gia nhập showbiz thì hoạt động rất là nhiều, ra liên tục những cái sản phẩm. Và hồi đó là tên tuổi nó cũng tấp tấp. Nhưng giờ có một thời gian là ham chơi, đi rất nhiều thì bị mất một cái khoảng thời gian không có tiếp cận gần đến khán giả. Sau khi có em bé thì bây giờ đã hoạt động trở lại mạnh mẽ và hy vọng là sau The Mask Singer I will be up again. Nhưng mà Virus hỏi câu này thì khả năng cao là đáp án của Virus là sai nha. Nó nghe nè. Không nha, chưa chắc chị đã đúng nha. Bậy rồi em ơi, người ta hỏi câu đó là để người ta bán bài bà ơi. Đúng rồi. Tại vì em nói là em đến đây là sân khấu này là của em thì em sẽ không hỏi câu này. Bởi vì chị này chị vừa mới ra mắt một bài hát xong. Em hỏi để tung quả mù bên kia cho chị biết được, đúng không? Không. Thật ra đến đoạn này là mình cũng đoán ra ai rồi á. Tụi chị là đồng lòng đoàn kết lắm, bốn người ở đây là chung một kết quả rồi đó. Anh không quen em nha. Tiền đang... khác nè, tiền hỏi gì? Hình như là chị có đặt bài em mà em nợ deadline lâu rồi đúng không? Cái kim tiền là gửi cho chị 100 cái demo rồi đó. Mà chưa có dính viên, thôi hy vọng sau. Tuyền giỏi ha, viết nhiều á, viết nhiều cái khủng. Phục ti này chúng ta dính viên nha. Gửi 100 cái demo rồi, gì ghê vậy? Có nhớ gửi ai 100 demo không Tuyền? Có khi là cái lựa chọn đầu là sai nha. Tuyền nó gửi sỉ cả showbiz mà. Cũng gửi cho em 100 cái. Bé nó đẻ bài ghê ta. Sao mà nhiều khi mà mình lấy cái bài đó cái nó kêu em lỡ bán cho người khác rồi chị. Mà nó gửi sỉ. Cho tôi sửa lại nha, cái này không phải bánh trung thu, nó bánh trung thu sale. Sale nó mới đi lẹ vậy. Cuối mùa 2 tặng 4. Qua là nó xả hàng tồn kho giá rẻ như cho. Mà cái dòng hay ghét ghê á, người ta ân bài đó kêu bán rồi kiểu nhấp nhả, phải đặt bài mới. Đặt bài mới thì giá như cũ. Giờ vậy nè. Sao? Biết được bài mà sao mà tôi khoe được cái giọng nó dế như vậy thì tôi mua. Hay quá đi. Được, được, cái đó là chuyện của Tuyền đó. Ok, bây giờ chúng tôi không muốn nói nhiều về Kỳ Đào Hoa bởi vì nói ra nó lộ nhiều lắm. Có một cái mà tớ muốn chia sẻ đó là thực sự là tớ thấy có một cái điều, đây là lời khen, một khen mà tớ rất là cảm phục nha. Chị Tiên ấy, là người ăn mặc rất có gu. Tức là chị ăn mặc tập thấy tập nào ăn mặc cũng rất đẹp, rất có gu, rất thích. Cho nên chúng tôi tạm thời giữ lại kết quả của tôi là đã được nói rồi. Vòng 1 là tôi trật. Hai anh em đều trật luôn. Nhưng mà bắt đầu từ vòng 2 là tôi đoán ra rồi. Em cũng thấy là cái lúc xuất hiện cũng như vậy, tức là vòng 1 còn hơi e dè, ngay cả cách xử lý em cũng không ngờ, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chị bung xóa luôn rồi, lại biết ai rồi. Như vậy là Virus, Tóc Tiên, anh Trấn Thành đã có đáp án nhưng mà chưa chắc trùng khớp với nhau. Phúc đáp án luôn cưng. Dạ, cho em hỏi nó một câu được không? Dạ. À, xem em hỏi là những cái bộ mascot này là chị Kỳ Đà Hoa đưa ra cho chương trình và tôi muốn theo cái hình tượng này đúng không ạ? Kỳ Đà và cả team luôn cùng làm việc với nhau để đưa ra một cái mascot phù hợp nhất. Và sở thích của chị là cái hình tượng này. Chương trình chẳng theo mong ước của chị chấm nhận. Ok. Như vậy thì em sẽ giữ lại bí mật của năm cố vấn đi. Nhưng mà cũng chưa chắc là đúng. Bây giờ em thử khảo sát một cái chữ cái nè trong cái tên mà Đức Phúc nghĩ về. Có một cái mà tớ muốn nhấn mạnh mọi người, đó là mọi người hay hỏi tớ là ngồi tại đó dễ đoán hơn hay là về nhà dễ đoán hơn. Thì ngồi tại đó theo dõi được thần thái di chuyển, cách biểu diễn, ngân nga tay chân, nó là điểm cộng rất nhiều. Và còn về nhà thì lại được nghe rõ ràng hơn một xíu về phần cái giọng. Cái hát ở tại chỗ thì cái reverb và echo làm cho cái khán đài nó vang ấy. Thì tớ nghĩ là khi các bạn nghe online qua máy tính, điện thoại thì dễ nghe đoán hơn là đội cố vấn ấy. Đội cố vấn khó đoán hơn ấy. Về nhân vật này là chữ cái gì? Anh Huy bớt cầm trái chuối chỉ trỏ được không? Quỳ ơi, em cầm vừa tay quá vậy. Em ăn luôn đi. Được rồi. Em để đó mới ghê á. Đó, chị đàn em ra cho cười vậy thôi đó. Quá trời. Phúc, một chữ cái trong tên của nhân vật này. À, chữ T. Wow. Tại vì ở cái vòng trước em có tham gia cái tập mà có Kỳ Đào Hoa thì em cũng có phân vân giữa hai cái tên rồi. Và đến cái ngày hôm nay khi mà nghe chị hát cái bài này thì em để ý rất là nhiều những cái nốt feel của chị thì không thể nào là cái người còn lại của cái buổi hôm trước em dự đoán được. Và cả hai người cùng là chữ T. À.
Nhưng mà cái tên này là cái chữ đệm là khác. Chữ đệm là chữ gì nhỉ? Thì em nghĩ rằng là với những cái nốt phiêu như thế này thì... TT à? Dạ, đã... cũng là T. TT là Thủy Tiên đấy. Tóc Tiên. Khánh Thanh. Tụi mình đều TT đấy. Bây giờ thì chúng tôi xin phép mời hai vệ sĩ của chúng tôi bảo tồn lại kỳ đào hoa vào trong khu vườn của mình. Xin mời vệ sĩ ạ. À. Trên sân khấu của mẹ Ivan The Masked Singer Việt Nam. Và đây sẽ là chiến binh thứ hai của tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là một cô nàng vô cùng tinh quái, nhưng khi cất giọng hát lên đầy nội lực, đưa chúng ta lên tận trời cao. Quý vị đoán được đó là ai không ạ? Lady May. Nào hãy cùng chúng tôi feel theo những giai điệu của Lady May. Yeah, yeah. Wow, đẹp quá, tôi thấy sau một thời gian tham gia chương trình, càng ngày các ca sĩ càng không bình thường hơn. Từ Kỳ Đà tới Ước Mây. Mà hai bé chim rất hiện đại nha. Đập cánh auto nha. Cho anh hỏi là nếu như theo điều kiện thời tiết vật lý bình thường thì bao lâu con chim này sẽ hết pin? Nếu điều kiện thời tiết tốt tầm 10 phút. Là đủ cho một bài hát rồi đó. Đúng rồi. Hồi nãy là May ra nhảy em cũng lo, sợ rụng chim. Tôi thấy bà ra bà hip hop quá. Em thấy những cái bộ mascot từng vòng cứ càng được cải tiến lên. Đến những cái vòng chung kết chắc nó sẽ còn rất là đẹp nữa. Cái giọng nó chắc nó gắn cái máy bay sau lưng. Anh trai kỳ sư May ơi, tại sao mình lại lòi ra thêm hai con chim vậy May? Dạ, lần đầu tiên cho Lady May gửi lời chào đến Trấn Thành, chị Tóc Tiên, anh Thích Phúc, anh Virus và... Trên trời có một đám mây, chính giữa thì có một bầy con chim. Ủa? Gì vậy? Bây giờ là một dữ kiện đầu tiên chúng tôi muốn cung cấp cho tất cả khán giả cũng như là hội đồng cố vấn. Đó chính là sở thích của Lady May như thế nào. Xin mời đọc clip. May là một trong những bộ mà tôi thấy nó kiểu chất nhiều. Sở thích cũng như đam mê từ nhỏ của May chính là ca hát. Vui thì May hát, buồn May cũng hát, hát mọi lúc, mọi nơi. Trời đất ơi, giữa là tôi không có được ngủ trưa hả? Giữa là gia đình tôi không có cần được nghỉ ngơi hả? Ngoài ca hát ra, thì May cũng thích được ăn ngon. May thích ăn nhất là các món cay. Nhưng mỗi lần ăn xong thì... Tôi ngại quá. Nói về sở thích mà như đang kể về tật xấu của mình vậy. May không chia sẻ nữa đâu. Cho May hát đi, May muốn hát lắm rồi. Tại sao trong đoạn clip của bé May lại có thấp thoáng bóng dáng của O Sen? Hai người này liệu có phải là bạn bè không? Bà May trong đoạn clip vừa rồi, bà tập trung vô cái phần ăn không à? Thì chứng tỏ cô gái này ở ngoài cũng phải có một cái gì đó tròn tròn nhẹ. Rõ ràng là cái kiểu nói chuyện của trong clip gợi ý không giống Văn Mai Hương lắm nhé. Mà tớ vẫn đoán là bởi vì chương trình có nhiều thứ đặc biệt mà chúng ta không thể ngờ tới đó. Slim Fit là sẽ không đề cập tới chuyện ăn. Đức Phúc tôi mời nó ăn cơm gà, nó không ăn là không ăn. Tóc Tiên nó ăn một hộp gà, một hộp cơm. Không hiểu tại sao gầy được như vậy, hay thật. Ủa vậy là cái lập luận của anh chưa chính xác lắm. Có những người ăn như Tóc Tiên mà cũng
slim. Tiên nó gầy như vậy là tại vì cả đời nó tập thể dục. Còn nếu như mà theo cái cách mà May nói thì chắc chắn là cô May này là cái người hơi tròn tròn, mẩm mỉm một chút xíu. Ôi nhưng mà hồi nãy là như anh Huy nói là trong cái clip là có O Sen. Mà theo Tiên nhớ những cái dự kiện trước của O Sen là O Sen có trong nhóm nhạc nữa. Ồ, đúng rồi. Tức là O Sen đã từng trong rất là nhiều nhóm nhạc hoặc là trong một cái đội nhóm nào đó. Một nhà văn hóa thiếu nhi chẳng hạn. Tại vì ngày xưa Tiên cũng xuất thân từ nhà văn hóa thiếu nhi. Không lẽ đây là thành viên của nhóm Mây Trắng? Hợp lý. Em thấy hợp lý. Chứ em chưa thấy một đoạn clip nào mà cả hai nhân vật cùng xuất hiện vậy đầu nha. Tiên. Hoặc là hàng xóm, con này hát nhiều quá. Cô kia kiểu thôi đừng hát nữa. Ừ, đúng là cái kiểu hàng xóm complain nhau đấy. Ừ. Trong cái video em thấy là có khoanh chọn cái món cà ri xanh. Thì không biết cái manh mối đây nó có ý nghĩa gì. Cà ri xanh là của Thái Lan. Em sẽ bật mí cho mọi người, sân khấu này là của em ạ. Em quan trọng chắc quá luôn. Tức là em để ý đến hai phần rất là quan trọng. Một là đam mê ca hát, hai là nhạc nền là hát theo version opera, tức là học thanh nhạc rất là lâu. Thứ hai đó là với cái tác phong vừa rồi thì em nghĩ là người Bắc nhiều hơn là người Nam. Và em cũng đang có vài cái tên rồi đó. Em cho 10 cái tên cho chị đi. Thôi em cho 2 cái tên cho mọi người dễ hình dung luôn. Em mà rất nể mọi người em mới để 2 cái tên rồi. Okay, rồi. Nói ra còn mọi người có nể em lại không? Một là Văn Mai Hương, hai là Lâm Bảo Ngọc. Đấy nha. Đúng, cũng là hai cái tên khả thi. Không mà giờ này Văn Mai Hương ốm lắm. Tự người ta giảm cân rồi. Với lại tôi nói thiệt, cái đồ ở trong này là toàn là đồ đồ không mà. Đúng rồi. Cái đầm này chị mặc cũng mập luôn đó. Vậy thì tự nhiên cái ý nghĩa cà ri hồi nãy nó có ý nghĩa. Tại vì Văn Mai Hương rủ em tuần sau đi Thái. Hương thích ăn cà ri hả? Rất mê đi cà ri luôn và rất thích nấu. Hồi nãy khi mà nói tên bốn người ở đây nói với tôi bình thường thôi. Nhưng mà Hứa Kim Tiền là hét lên liền luôn. Thường làm âm bung cho mà. Thường người ta thấy một đối tượng mà hét lên như vậy thường là nợ nần lắm. Kìa, bà nói nhỏ kìa, bà nói nhỏ. À, thân chủ của tôi có lời biện minh ạ. Là thật ra là Lady May nhớ tên bốn của những còn lại, còn anh bên bìa phải Quên tên. Tại không thấy đường. Chắc nói đúng nên tung ở mù xạo nè. Đúng. Mọi người nghe tôi không thích nào. Văn Mai Hương, văn là mây. Văn Mai Hương. Xuất sắc, chốt đơn. Thưa quý vị, trong chương trình The Masked Singer của chúng ta có rất nhiều những bản hit đình đám, những bài ca bất hủ được phối mới lại. Nhưng cũng có một số bài hát lần đầu tiên xuất hiện, có thể là do chính nhân vật đó viết ra, hoặc một bài hát được đặt hàng như bánh trung thu. Nhưng bài hát này thì Huy sẽ giấu tên của tác giả lại, mà Huy chỉ bật mí lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của The Masked Singer. Chương trình quá chịu chơi. Yeah. Xin mời sân khấu dành cho Lady May. Yeah. Với ballad luôn luôn là thế mạnh của anh Sa. Để biết em cô đơn làm sao, để biết em nhớ anh nhiều nào. Em đi Seoul một mình ngắm tuyết rơi, và đi Bali một mình ngắm biển khơi. Để thấy em trở về làm sao, để thấy em yêu anh nhiều nào. Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia. Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia. Dẫu như em biết đâu là người tốt thế, biết đâu là thế gian này mà mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đắm sâu. Dẫu như em biết đâu là biết đâu một sáng mai khi mà hay quá vậy. Cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau mãi thôi đắm sâu. À, hay quá. Nhìn với bạn này cũng hay lắm nè. Ôi, bạn phối xinh thế. Bạn phối xinh kịch luôn.
đáng yêu kinh khủng cái bản phối. Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia, mà sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia. Giữa ngàn hà em biết đâu là, biết đâu là thế gian nơi mà mình bên nhau, được yêu nhau, được trao nhau tình yêu sâu, trái tim đắm sâu. Sớm mai khi mà cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tìm trong nhau mãi thôi đắm sâu. Giữa ngân hà, biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là hành tinh của hai chúng ta, một nơi của riêng chúng ta. Giữa ngân hà, biết đâu là, biết đâu là, biết đâu là hành tinh của hai chúng ta ở một thế giới còn xa xa xa. Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em biết vậy đâu. Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em biết vậy đâu. Vậy nên người mãi buông tay dễ dàng như thế. Sâu vậy nên chẳng thể buông tay dễ dàng. Giữa ngân hà, biết đâu là, biết đâu là hành tinh của hai chúng ta, một nơi của riêng chúng ta. Giữa ngân hà, biết đâu là, hay quá mày, hay quá. Hay à. Trần viết bài là catchy quá. Phải chúng ta nên nghe lại cái đoạn, giữa dạo giữa mà tớ ấn tượng nhất, và cái đoạn dạo giữa mà nó đáng yêu, nó xinh xắn kinh khủng luôn ấy. Từng yêu kinh khủng, nó xinh xắn. Rất nhẹ nhàng như mây, rất đáng yêu kinh khủng. Đi 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 đi. Xử lý nốt nhất hay thế. Bài viết quá hay, quá tốt. Những lời nói ngoài kia, cần bao lâu, chờ bao lâu. Bài này phải là đúng là cái người mà cũng phải hát tốt lắm thì mới ra được. Tại vì bài này nếu mà hát cơ bản bình thường nghe nó khá là nhàn, nó khá là cơ bản, nhưng mà mây xử lý tốt. Đợi bao lâu tìm trong nhau mãi thôi đắm sâu. Giữa ngân hà, biết đâu là, biết đâu là hành tinh của hai chúng ta, một nơi của riêng chúng ta. Giữa ngân hà, biết đâu là, biết đâu. Hay quá. Ây da, bản phối anh Sa. Khi nào sao đặt bài anh Sa đánh lấy ông ta, hay quá ấy. Của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, bài hát được mang tên Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu.
bài hát này ngon Tuyền ơi, thời em tới rồi Tuyền. Thứ nhất là cái giai điệu nó quá dễ nhớ, cái thứ hai nữa mà nếu mà em biến tấu một tí xíu cái lời là ngon nữa, vô 4 tỷ nữa. Cái đoạn là ở giữa ngân hàng đó đó mà đổi qua giữa ngân hàng ngân hàng quốc tế VIP cộng tác liền. Nếu đã như vậy đổi phải đổi cho tới gửi ngân hàng dạ tiền phải đưa vô. Vừa rồi là một cái khúc hoàn toàn mới. Cảm xúc của hội đồng cố vấn sau khi nghe bài hát lần đầu tiên xuất hiện tại The Masked Singer này như thế nào ạ? Khi mà em nghe giọng hát thì em lại nhớ đến một nhân vật thứ ba, và có vẻ như phù hợp với nhân vật này hơn. Bởi vì em cũng đã xem Lady May diễn ở vòng trước, em nghĩ là tí nữa nói chuyện một lúc thể nào cũng lòi ra cái gì mà xem. Ai hi chưa chắc đâu nha. Thử cho một cái tên xem. Em tiết lộ hết cả cái vốn tài sản của em này. Lỡ nể rồi nể tới cùng. Ừ. Nể cũng đâu có tính điểm gì đâu. Trong quá trình mà em suy nghĩ về người đấy thì em thấy là bên này cũng dục dịch nói tên đó, là em cũng tiết lộ luôn, đó là bạn Thảo My. Ừ. Đây là do sao chép của copy của em tôi đấy. Nè, hồi nãy tôi với Tóc Tiên nói em ơi, Vũ Thảo My Tiên, đúng không Tiên? Dạ đúng rồi, Vũ Thảo My. Bài đó copy bài bạn. Trời ơi. Em nghĩ nhưng mà bây giờ em mới nói này. Thật ra thì có một vài người tớ đã từng nghe trong cuộc thi. Không, tớ nhớ được. Thật ra cái này là tớ biết rồi. Tớ định nói ba người nhưng mà cũng mọi người đâu. Tớ nói Lâm Bảo Ngọc, Văn Mai Hương, Vũ Thảo My. Cái nào anh ảnh bắt em nói luôn, ai cũng thế. Đúng thiệt, sân khấu này là của em, nhưng mà đôi mắt là em nhìn của người khác rồi. Hôm nay hát rất ra chất Vũ Thảo My luôn. Ở điểm nào ạ? Cách xử lý tinh tế. Cái Ngân là một, thứ hai là bạn ấy cũng là một trong người có được đi học và có cái tiểu sử học hành rất là đàng hoàng mà tốt. Vừa phải chừng mực và cái giọng nó có cái mùi sexy. Vũ Thảo My là một người hát đẹp và rất là tiết chế. Lady May là một trong những cái nhân vật từ vòng đầu tiên là đã rất là wow rồi. Những cái sự trưng trổ nhất là bạn ấy đã thể hiện, mọi người đều thấy hết rồi. Nhưng mà riêng bản thân cá nhân Tiên thì rất rất thích Lady May ở cái thể loại âm nhạc này, ở cái Love at First Sight. Thì ở đây là bạn bắt đầu yêu cái nội tâm của cái cô gái này. Đó là cái cảm giác khi mà Tiên xem cái phần trình diễn này. Và Tiên thì Tiên không biết là con đường âm nhạc tới của May sẽ như thế nào, nhưng mà nếu mà May tiếp tục phát huy thì đây là một cái hướng đi rất là hay ho. Bởi vì May trưởng thành hơn, nữ tính hơn rất là nhiều. Tại vì không phải lúc nào mình sân khấu nào mình cũng trưng trổ được, đúng không ạ? Chính những cái sân khấu, những cái bài hát này nó mới đi vào lòng người. Và nếu như May không chê thì sau cuộc thi này có thể tôi sẽ tặng cho May một sáng tác của tôi. Một cái bài tôi viết rồi mà tôi thấy cái quãng nó hầu như là không ai hát nổi. Cho nên tôi cũng để im luôn. Nhưng mà tôi đang tìm kiếm một người có thể thể hiện bài đó tốt nhất. Em tò mò nha. Cái thể loại là mình nói về gia đình hay là tình yêu đôi lứa hay là sự tan vỡ vậy anh? Bóp ballad tan vỡ đẫm máu. Đau nha. Tôi là nghệ sĩ hài chứ, cả cuộc đời tôi biết cái gì cũng buồn, mặc dù tôi không buồn một ngày nào hết. Nhưng mà mình thích gặm nhấm cái nỗi buồn của người khác. Mình thích là một người bạn đồng hành với những cái người mà người ta đang gặp cái tình trạng đó. Không biết tại sao ai cũng nghĩ chắc tôi thất tình nhiều lắm, không hề. Thì như Thành chia sẻ là anh hay nghe những câu chuyện của những người đồng nghiệp, những người em thân tình tâm sự. Nếu như sau khi mà May lộ diện, nếu mà có dịp, có gì anh sẽ cho May nghe bài của anh. Nếu May không chê thì anh tặng cho May hát bài đó như một single. Thì hôm nay là May quá hời. Rồi, là rồi. Vừa có bài này, bảo đảm sau chương trình chắc chắn là thành một bài hit phong Tuyền. Chị Tuyền nói vậy em biết tại sao không? Anh Huy nói là bài này dễ nghe đúng không? Yeah. Bài này hay đúng không? Vậy mà có người bỏ quên nó 4 năm đó. Làm gì tới 4 năm? 4 năm từ 2018. Thưa cô Tiên, không được 4 năm thì cũng được 3 năm rưỡi à? Không phải, nghệ sĩ làm cho nghệ nhau đều biết bài hát nó tìm đến mình. Có lý, đúng đúng ạ. Tức là Tóc Tiên của 4 năm trước nghe không có feel được. Nhưng mà Lady May của 2022, bạn ấy cảm thấy là nó rất là hợp với lại cái sự trưởng thành lớn lên của bạn ấy. Bạn ấy đang cần một bài hát như vậy. Và rõ ràng có một điều Tiên chắc chắn luôn là nếu mà Tóc Tiên hát không thể nào hay bằng Lady May được. Wow. Oh. Giống như là nghề chọn người thì ở đây là bài hát tìm ca sĩ vậy. Đúng, đúng. Nhưng mà bây giờ mình phải hỏi Lady May một câu hỏi nè. Ấn tượng đầu tiên của Lady May khi nghe bản demo bài hát này như thế nào? Đúng, để có nhạc sĩ đây luôn nè. Bộ này á, em cảm thấy rất là cảm xúc và nó làm em nhớ lại những cái khoảng thời gian em bị trông trên và có những cuộc tình mây mưa bồng bột. Nhưng bây giờ em đã trưởng thành hơn. Cuộc tình mây mưa bồng bột. Rồi, em cảm nhận được sâu sắc hơn. Nên rất là cảm ơn Hứa Kim Tuyền đã sáng tác ra một bài hát rất cảm xúc và rất hay. Thank you. Cái của anh Phúc ơi, Phúc có hỏi gì ạ?
xin chào em gái của anh. Ôi trời ơi, em nào? Em có theo dõi Lady May từ những cái tập đầu tiên. Nãy khi mà Lady May hát nữa thì em có nhìn những cái cử chỉ tay của cô ấy. Thì em rất là nhớ đến một người bạn của em. Em còn nhớ đến cái buổi hẹn ngày hôm đấy là cách đây vào năm 2016. Ba anh em gặp nhau, lúc đó cả ba anh em cùng trong một cái tâm trạng, cùng trong một cái thời điểm, cùng trong một cái tình trạng bế tắc. Dạ đúng, dùng cái từ gọi là lạc lối mới đúng. Có nhậu không? Dạ bọn em không nhậu. Mà có nước mắt không? Thực ra không có nước mắt, nhưng mà có nói về những cái chặng đường tương lai. Nhưng mà có trả tiền không? Anh này hỏi nhiều quá, mất mút luôn. Ôi, người ta đang rất là tâm trạng luôn đó. Không, có phải mình phải hỏi cho nó kỹ vì cái đây là kỷ niệm mà. Nhiều khi lại tâm sự quá lại quên trả tiền. Tính ra là anh hỏi là bé rất kỷ niệm luôn đó. Ừ. Nhưng mà ngoài em với lại một người mà em cho là May và còn người còn lại là ai? Là người mà hai anh chị vừa mới đoán. À, Phúc Mỹ May là người khác, không phải là của Đông. Ồ. Ồ. Duyên nợ. Có nghĩa là em và Vũ Thông My là người anh chị vừa đoán. Dạ. Yeah. Và May. Dạ. Yeah. À, vậy là hay ho nha. Hay ho nha. Nhìn mặt cũng rất là chắc chắn luôn á. Cũng như là gương mặt của Trúc Nhân ngày xưa đó, chị của em. Em chỉ muốn nói một câu với báo thôi. Chào chị tôi. Không có quen. Chưa. Cảm ơn Phúc. Bây giờ là manh mối của Lady May đưa ra. Xin mời về xíu đen ạ. Chỉ cần tôi được ngồi nhắm trung gian của tôi là tôi đã thấy vui rồi. Chuyên ngành của anh Thành. Bây giờ là chính Lady May sẽ chia sẻ về manh mối này luôn. Tại sao lại có một cái chai nước hoa ở đây? Em cảm ơn. Xin nói về cái chai nước hoa này. May là người rất nhạy cảm với mùi hương. Đối với em, để nhớ một người thì em sẽ dùng mùi hương để nhớ người đó. Vâng. Để mà em thích hay là em crush thì người đó không cần phải quá đẹp trai. Nhưng người đó phải thơm trước đã. Gần như ai cũng vậy thì phải. Bản thân tớ thế, có thể tớ thích một con gái thì một trong những cái tiêu điểm mà một trong những cái điểm nhấn mạnh nhất của cái người con gái đối với tớ đó chính là mùi thơm, một trong những được ưu tiên. Cho nên là tiêu chuẩn bao giờ cũng là con gái, phụ nữ hoặc đàn ông cũng phải thơm tho sạch sẽ là best. Mà vì sao lại như vậy ạ? Cái đấy em vừa mới phát hiện ra là em rất thích mùi thơm và dầu thơm. Không phải mê sắc nhưng mà mê thơm ạ. Chết rồi, như vậy là em phải mê anh rồi. Em là dạng người mê một vài mùi đặc trưng hay là em là người thích mỗi ngày trải nghiệm một mùi? Em thích một mùi đặc trưng của người đó. Đấy, tức là phải gắn với cái người đó. Gắn với cái người đó làm em nhớ. Thật ra là lúc mà chị trẻ hơn á, chị cũng giống Lady May á, dễ bị hấp dẫn bởi cái người khác phái vì cái mùi hương của họ. Mà chưa chắc là vì mùi nước hoa nữa. Nó có thể là cái mùi nước hoa kết hợp với lại cái mùi cơ thể của họ, nó ra được cái mùi rất đặc trưng và mình sẽ vương vấn cái mùi đó. Cái này là chị đồng ý nè. Ê khoan, mùi hương. Mùi hương em nồng say. Martini. Cùng một chút Martini. Manh mối đó. Tại sao tất cả con đường đều dẫn về một nơi thế nhờ? Mùi hương, bài hát hương, tên hương. Thành thật mà nói thì em thấy rằng là ca sĩ có thể bẻ giọng cố tình lái, nhưng mà về cái cách xử lý ngân câu ấy thì là rất khó để khác đi được. Rất là đặc trưng của đúng từng rồi, người nhưng luôn. Mà nghe May hát thì những cái phần xử lý trong ngân câu thì lại không phải là mùi hương em đồng say. Thì sau khi mà nghe Lady May hát ấy, chắc là em khác cả anh Thành, khác chị Tiên, khác luôn Phúc. Em lại nghĩ ra một người khác. Ai? Cũng là một người tên Hương luôn. Em lại nghĩ ra chị Hồ Quỳnh Hương. Có nghĩa là
khó khó chứ Huỳnh Hương là không thể nào mà kể nói chuyện như thế mọi người ha, khó. Bài này run note rất là tốt. Dạ đúng rồi, ở Việt Nam run note tốt cũng không có vài người đâu. Đúng rồi, và âm sắc khi mà lên quảng cáo rất giống chị Hồ Huỳnh Hương. Thường cái người á mà xài cái hãng này á là phải nội tâm. Tự nhiên bạn này nói ra chị Hồ Huỳnh Hương là tôi lại thấy là nội tâm đúng không ạ? Mà nếu mà xài cái chai nước hoa này cũng phải là người có điều kiện kinh tế hiện chút. Đúng rồi. Nghĩa là không phải được bày bán ở nhiều nơi, duty free đồ không bao giờ có. Vậy có nghĩa là phải là người có taste thì Hồ Bình Hương là một đáp án có thể đó nha. Yeah. Em thấy anh khi mà xuất hiện lúc đầu, và cái này em cũng có để ý rằng là bạn chào tất cả mọi người đều là anh chị với một cái phản xạ rất là nhanh luôn. Là ý là một cái tâm thế của một cái người nhỏ tuổi hơn chào một cái người lớn hơn. Hen. Cái bài hát này là một cái bài hát mà thực sự là quãng nó rất là rộng. Với cái giọng nội lực, với cái người mà em nghĩ đến rất lâu rồi, em chưa được nghe bạn ấy hát tiếng Việt. Nên ngày hôm nay khi mà bạn ấy hát cái ca khúc này, em thực sự em thấy rất là tinh tế. Và nếu mà đúng là cái người em đang nghĩ đến thì bạn đã cho rồi và bạn đã tôi luyện cái giọng hát của bạn thực sự rất là tuyệt vời để có thể hát ra được một cái bài hát tinh tế và cảm xúc như thế này. Bây giờ là chúng ta có thêm một cái thông tin về cá tính của Lady May rồi. Độ tuổi thì mình đang phân vân. Biết đâu chừng Lady May diễn với mình thì sao? Biết đâu chừng là Lady May quá thân như là bạn cố vấn thì có thể là chào anh được nhìn chữ bình thường. Đúng không? Mà chưa kể nữa là đáp án cho mình hay là có một sự lựa chọn nào khác hay không? Trước tiên là tôi thấy là nhân vật này dễ sợ nha. Nghĩa là chị Hồ Quỳnh Hương. Đức Phúc. Em xin phép em giữ cái đáp án của em ra giấy được không? Được, chúng ta sẽ ghi lại. Chị Hồ Quỳnh Hương là mình chốt Vũ Thảo My ạ. Em nghĩ là Vũ Thảo My. Em cũng là Vũ Thảo My luôn. Em sau cùng thì cũng khó có thể nhận ra được một đáp án cuối cùng là ai. Mọi người xin thay lượng kiến thức. Thứ bảy sống thật. Xin lỗi mọi người nha, mọi người có thể xem cái bản full ở cái link full ấy, nhưng mà tại vì tớ tua. Phần cuối cùng đến từ một chiến binh của tả về nhân vật này, huyền bí, quyến rũ, thanh cao, đoan trang, đó, mỹ lệ, đoan trang, hiền thục, awesome. Hôm đấy chị hát bài này mà tớ trong cái lúc mà tớ ngồi sân khấu mà tớ phải nhịn nước mắt lắm, không tớ khóc luôn. Bên sân đánh cũng dã man kinh khủng. Hôm nay mặc dù cho hai ông vệ sĩ của em để xem qua để xem lại, nhưng tâm sen bất biến như dòng đời dạng đẩy vẫn một tư thế một. Mà quan trọng là sen hôm nay được hai vệ sĩ đẩy qua đẩy lại thật là giống cái con mascot điện máy. Cái con thế này lại có nhiều tua rua nữa à. Tức là mùa sen nở rộ, báo hiệu một bài hát hú hồn của O Sen nữa. Thật ra là O Sen á là một trong những người cũng bí hiểm nhất cho đến thời điểm này. Tôi cũng đang rất muốn biết là người đã reaction dài tập của chương trình như virus thì có biết O Sen là ai chưa ạ? À? Em cũng đã có hai cái tên rồi. Wow. Tại vì là cái lúc nói chuyện và kiểu nói chuyện phát âm là người Bắc mà em đã định hình vài tên người Bắc. Wow. Cái kiểu mà virus mà đã đúng là có được 100 triệu luôn á từ ngân hàng tới VIP luôn á, cúp tài vàng. Mà em sẽ tiết lộ kết quả em suy nghĩ sau cái phần giới thiệu. Hãy nghĩ đến tình thân của chị và em, đừng tiết lộ nhé. Tình thân. À. Ây da. Ây da. À thế đúng rồi, em biết rồi. Thôi em không tiết lộ nữa. Quen luôn virus. Có tình thân à. Ví dụ như quen mấy chị em ca sĩ thì thấy nó bình thường. Nhưng mà quen virus là bất thường nha. Bây giờ sẽ là dữ liệu đầu tiên về sở thích của Osen. Xin mời đặt clip. Hey, dạo này bận quá. Từ ngày tham gia The Mask Singer, tôi đã sâu hơn hẳn ý. Và tôi đang ở quốc gia thứ 50 trong cuộc đời. 1979. Tôi thường bị hấp dẫn bởi những âm thanh đặc biệt. Có lẽ nó đã ngấm vào máu từ khi tôi còn nhỏ. Tôi yêu thích những gương mặt rạng rỡ của mọi người. Nhưng
không thích được ca tụng như một thần tượng. Và để đáp lại tình cảm đó, tôi luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm thật chất lượng nhằm giữ gìn bản sắc âm nhạc Việt Nam. Điều đó đã được thể hiện qua mỗi vòng thi, tôi đâu chỉ hát được một dòng nhạc đúng thành công. Tôi tham gia chương trình này để truyền cảm hứng cho chính mình và cho mọi người. Sau màn trình diễn trước, tôi muốn xoay chuyển tình thế một chút nữa để gây hoang mang cho mọi người. Giờ thì hãy tập trung nghe tôi hát thật kỹ nhé. Và tôi nghĩ rằng qua đoạn video clip này, mọi người không thể đoán tôi là ai đâu. Dễ thương nhỉ? Hoang thật. Cái đoạn cuối là cười đó. Bây giờ thật sự anh mới thấy là cái gương mặt này hợp với o sen nè. Đủ ác. Vừa rồi chúng ta có nhìn thấy những cái hình của chúng tôi cung cấp không ạ? 1979. Tôi biết là chị Thanh Lam thì có học tỳ bà, đi rất nhiều nước nữa. Mà cái người mà học về đàn bầu mà hát được hay như thế thì là ai ta? Theo dõi suốt chương trình em mới càng khẳng định rằng là những cái bộ mascot này nó rất là đặc trưng của cái người bên trong đó luôn. Sen là một cái gì đó rất Việt Nam, rất truyền thống. Yeah. Và thêm một cái đĩa CD nữa. Vào đời à? Ở cuối là hoang mang nữa. Vào đời là Mắt Ngọc. Ừ, vào đời là nhóm Mắt Ngọc. Mắt Ngọc không thể có giọng này được. Em Thiên là người ở trong này là người Bắc. Ngay đầu ngõ nhà O Sen có một quán bún cá siêu ngon. Biết luôn nhà của O Sen. Em biết luôn. Wow. Tôi đề nghị em viết ngay một cái tên nộp ngay cho bắp chứ không phải để cứ nói điêu như vậy. Đúng rồi, thiệt. Đúng rồi, phải có người làm chứng. Cái sự mà thể hiện kiểu là sân khấu này là của em, của ơ đồ. Mà là tình thân nữa nha. Mà nghe O Sen nói là người em thân thiết là thêm phần ngút ngàn tự tin nữa. Thật sự luôn, nếu phải. Như em đúng anh cho em 10 cái bánh trung thu hạt sen. Còn nếu em sai thì hình phạt điêu nhẹ nhàng. Em mời cả phim trường ăn bún cá đầu ngõ O Sen. Đúng vậy. Ông Minh, em vẫn cần phải nghe thêm giọng hát để đưa cái mà đập màn. Sân khấu này là của em. Phúc nó còn chưa có kỷ niệm với O Sen nữa nè. Nó còn chưa nói đây nè. Em có kỷ niệm với O Sen không? Dạ không ạ. Có đi làm sen rồi. O Sen khó nha. Khó. Ẩn số đó. Hát đi nào. Bài hát O Sen lựa chọn ngày hôm nay vô cùng đặc biệt. Đây là một tác phẩm được mệnh danh là vĩ đại nhất. Bởi vì sao? Nó có những nét đặc trưng của nghệ thuật Tây Ban Nha. Và bài hát này có tuổi đời là 147 năm. Nó là một những ca khúc được trình diễn nhiều nhất trên thế giới và được biểu diễn ở rất nhiều những loại hình nghệ thuật khác nhau, từ ballet, từ nhạc kịch cho đến những sân khấu hòa ca. Carmen. Carmen là vở nhạc kịch. Đáp án trúng 50% và bài hát này có tên gọi đó chính là Habanera. Xin nhường sân khấu lại cho O Sen với tác phẩm kinh. Ngồi chỉ với tinh thần, không đỡ được. Điểm này.
quá, Vũ Công cũng làm quá tốt. Vân Tâm cũng như vũ đoàn Phước Nhảy. Mọi người sẽ thấy được là, ui tớ lại bị ngạt à? Ai à, bình tĩnh. Mọi người sẽ thấy được là chỉ có sân khấu của The Masked Singer mọi người mới được nghe một cái phiên bản, nó là cầu nối vừa kể về mặt sáng tạo chất xám đến chất âm nhạc bác học, mà được đánh theo nhiều bố cục để gần hơn với nhiều loại khán giả và kể cả những người trẻ. Khủng khiếp. The Masked Singer. Một báo hòa âm tuyệt vời và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho OC. Thì mọi người là cái hai anh chị nhảy và cái vũ đoàn phải nói làm kinh khủng tốt. Tiếc là vì mọi người nghe qua cái này đã thấy mãn nhãn kinh khủng khiếp rồi, nhưng mà thực sự một lúc đấy lúc tôi nhịn không tôi khóc toè người luôn. Bởi vì khu nhìn cả cái khung cảnh, cái sự hoành tráng ban nhạc đánh lúc đấy không thể đỡ được mọi người. Những kinh khủng luôn, nó chào đến tận đây rồi mà. Mày quá. Oh my god. Trời đất. Dã man quá. Hay mà. Chảy nước mắt luôn á.
mọi người ơi, có ai cho mình cái đứng nhớ sợ đi mấy tường, sợ cao quá. Bà Sen cũng sợ cao, bà May cũng sợ cao. Mà mấy bà tầm hát cao không rồi. Rồi treo mấy bà lên, cho xuống. Thật sự em cũng sợ độ cao, em lên được em hướng không được. Trời ơi, biệt đội áo đen khuôn ngầu. Vũ công bổ trợ cho bài hát đó, và đặc biệt là màn trình diễn của hai vũ công với điệu nhảy là tango và basso đớp, tượng trưng cho sự cạnh tranh và sự tình yêu mãnh liệt vậy. À, hay. Perfect. Bây giờ trước khi đến với phần cảm nhận từ phía hội đồng cố vấn, em xin phép hỏi là mình chọn ca khúc khó như thế này trong một cái đêm thi cũng phải rất là quan trọng, thì chắc hẳn phải có một cái dụng ý gì đó hay là một câu chuyện nào sau đúng không ạ? Xin mời Osen. Osen cũng thấy là mỗi bài hát mà Osen gửi đến chương trình là một cái nét riêng của con người ấy. Thì con người mình cũng nhiều vai diễn khác nhau ấy. Cái bài vừa nãy cũng là bài về tình yêu, nhưng mà tình yêu của chính bản thân của mình đôi lúc ấy, thì mình yêu rất là mãnh liệt, đôi lúc mình lại thẹn thùng. Osen thể hiện cái cô cặp men này ba cái tính cách trong một bài đấy, cho nên là muốn thể hiện và muốn phá đi những cái khúc thức đấy. Tất cả mọi người ấy nên cứ yêu cháy bỏng theo cách của mình, đấy là cái thông điệp mà Osen muốn gửi đến cho mọi người qua tác phẩm vừa rồi ạ. Đức Phúc à, em xin phép một xíu thôi, thực sự là em phải dành một cái lời cảm phục cho chương trình. Em có mặt ở đây quá là may mắn. Lần đầu tiên tham gia một chương trình mà đỉnh đến như vậy, mời được rất rất là nhiều những giọng ca đỉnh tụ hội trên một cái sân khấu này, tuyệt vời vô cùng. Em không có từ gì để diễn tả về chương trình của mình ngày hôm nay. Em sẽ không gọi đây là nghệ sĩ hay ca sĩ đâu, em nghĩ là một quái kiệt. Master của giọng hát, của kỹ thuật thanh nhạc. Tại vì phải là một người có kỹ thuật thanh nhạc cực kỳ chuẩn, cực kỳ gọi là nội công thâm hậu mới có thể chuyển biến với ba tính cách, ba cái chất giọng khác nhau như vậy. Và phần trình diễn vừa rồi đối với tôi chắc chắn là một tuyệt phẩm và sẽ gây chấn động cả mạng xã hội sau cái buổi phần trình diễn ngày hôm nay, chắc chắn luôn. Dạ mà. Mà lần đầu tiên tại The Masked Singer có một nhân vật chọn thể loại âm nhạc là opera để trình diễn. Không phải opera thường mà kinh điển luôn. Anh Tiến Thành thì sao ạ? Tôi nói thật là rất là hãnh diện khi được ngồi ở The Masked Singer Việt Nam để được chứng kiến những điều tuyệt diệu của âm nhạc Việt Nam sánh tầm với thế giới. Việt Nam chúng ta phải có những đơn vị đủ sức được tổ chức ra những cái show diễn lớn như thế này, tập hợp lại được những quái kiệt của đất nước này gặp nhau để mới có thể tạo ra được cái điều tuyệt vời vừa rồi đang diễn ra. Nó chỉ có vài phút thôi, nhưng để xảy ra vài phút đó, thưa quý vị, hai vũ công ở trên sân khấu là một cặp đôi nhảy dance pop đỉnh hiện nay với đất Việt VAC, Vion, V Channel là một trong những công ty truyền thông hàng đầu hiện nay, cùng với cái cô Sen này cũng là một trong những giọng ca đỉnh của Việt Nam hiện nay, và tất cả gặp nhau tại một giao diện. Thật sự mọi người biết không, cái lúc mà các cái mascot ra đứng nói chuyện ấy, người ta còn phải chờ, đứng đây chờ rất là lâu để set up sân khấu, và nó nóng kinh khủng, và phải để tất cả những người hát cực kỳ mát sốt. Thật các bạn đứng chờ rất lâu, nó chỉ có 2 tiếng khi mọi người xem, nhưng thực tế tớ phải đi quay mất gần 1 ngày mọi người biết không, nó lâu cực kỳ, và những người phải đứng lên với cái bộ trang phục nó rất là mệt nể luôn đấy, thực sự mà hát vẫn đỉnh. Chỉ để có 5 phút tuyệt vời xảy ra thôi mà chúng ta phải mất đến ngần ấy công sức, ngần ấy con người giỏi gặp nhau. Cảm ơn đất Việt VAC đã lựa chọn làm một công việc cực kỳ khó. Xin lỗi là tôi không biết là làm cái show này với cái tiền đầu tư này có nhận được lời hay không, mà họ vẫn làm. Tại vì nếu họ không làm thì ai làm? Xin cảm ơn vì đã có mặt. Virus à? Vâng, đầu tiên thì em thực sự là gửi lời cảm ơn chân thành tới ekip sản xuất hay là ban nhạc. Osen đã có phần trình diễn mà phải thật là em bây giờ mới hoàn hồn thực sự. Phân tích một chút góc nhìn giống như em reaction hàng ngày thì thực sự là có một cái can đảm chọn bài như thế này đã là một điều trên cả tuyệt vời rồi. Thứ hai đó là nếu mọi người đang theo dõi chương trình thì mọi người có thể để ý là bài được phân ra thành 3 bố cục. Em thấy rằng là từ lúc em xem đến bây giờ không có bài nào phân nhiều bố cục đến mức như vậy. Và 3 bố cục này là 3 thể loại khác nhau, là bao gồm cả nhạc kịch, tango, cả một chút rock nữa. Và cái việc biến chuyển này nó lại đồng thanh, phải biến chuyển bởi cái voice xử lý. Và cái quãng của cái bài hát này nó khó nhất là nó điểm mà
hát từng cái nửa cung một ấy, tê 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 tê, mà nó phải hơi staccato, tức là nhá nhá nảy nảy, rất là mệt và rất là khó. Thực sự là em gần như là đắm mình trong cái âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn Osen rất nhiều. Osen xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thực sự rằng là cũng biết ơn chương trình rất nhiều đã tạo điều kiện móc o từ dưới bùn móc lên. Móc lên o mới được có cái bông sen đẹp như thế. Đến lúc này tớ cũng nói với mọi người luôn một chút, đó là thực ra thì à, trước hết nói mọi người tớ phải nói cái này cái. Xin phép mọi người rằng là sau cái chương trình tối hôm qua xong thì phải nhận được khoảng hơn 1.000 tin nhắn của bạn bè Virus, nhắn tin hỏi Virus là Osen là ai. Thì thứ nhất là em rất xin lỗi mọi người, em xin lỗi mọi người là mọi người có thể xem tiếp, và thực tế em cũng không có biết Osen là ai hết. Thực tế là em cũng chỉ hùa theo thôi, để cho em bị mọi người bị Osen làm quen mà em hùa theo thôi. Thực ra thì em có bốn cái nhân vật này để mọi người suy nghĩ thử. Đầu tiên là tớ nghĩ là chị Khánh Linh, chị ấy cùng thời với anh Tùng Dương học nhạc viện Hà Nội. Thứ hai, một người nữa mà tớ cực kỳ là nghĩ là sát nhất, đó là chị Giáng Son. Chị Giáng Son là kiểu nói chuyện như thế này, và trình độ chị Giáng Son mới là người thể hiện có thể cũng đỉnh cao như thế này. Hai người nữa mà tớ loáng thoáng nghĩ tới, đó có thể là chị Minh Anh Minh Ánh, hai chị Minh Anh Minh Ánh. Thì đó là bốn người tớ nghĩ tới. Nhưng thực tế chia sẻ với mọi người rất nhân qua reaction, đó là thực tế là em nói như vậy thì em cũng không biết chị sẽ là ai đâu, em chỉ buồn để cho chương trình vui hơn và cho mọi thứ có nhiều thứ để nói. Chết cha, hôm qua nhận cực kỳ nhiều tin nhắn mọi người hỏi. Ê vậy đó, chị có xem là ai vậy, đoán là ai vậy, không ra trả lời, không trả lời. Bình thường ở quê lắm. Có người đoán là chị đấy, học quê. Thấy được trang điểm thêm tí, thấy nhưng mà tớ nghĩ là thế là cứ hát thoải mái. Ồ, khiêm tốn quá. Nói chứ cái bài vừa rồi để thể hiện xử lý tinh tế như vậy, cái giữa thì hát opera là hát bằng giọng ốc, cái đó là phải hát vừa chest voice vừa mix voice cho nó dày lên. Thì để có cái kiến thức rộng như vậy về các thể loại âm nhạc, Việt Nam có mấy người? Xin mời Đức Phúc ạ. Trong tháng 7 vừa rồi, em và Osen có cùng diễn chung một show diễn tại Nha Trang không ạ? Có đấy em ạ, giấc mơ ấy. Osen trả lời cách của em, trả lời phỏng vấn luôn á. Có đấy. Thế cho em hỏi nó một câu nữa được không ạ? Cô Osen đã từng làm ban giám khảo của một chương trình âm nhạc nào chưa ạ? À, đây là lần đầu tiên O được ngồi lên trên mặt đất ý. Thế Osen là thường ăn gì mà hát hay thế? Ở dưới bùn thì ăn bùn chán gì. Ăn bùn à? Chốc nữa tôi ra tôi bóc bùn tôi ăn thử. Ê, có thể là chị Hồng Nhung ta. Để được cái dòng nhè cũng dám em ăn bùn lắm mà. Đấy. Này O ơi, thế là O Sen ở đây ở nước ngoài ạ? Cũng bay như chim ấy. Thế là bạn mây ấy, bạn ấy bay trên bầu trời thì O cứ là theo bạn mây. Chị Giáng Son không ta? Chị Giáng Son đó. Bay ở dưới mây là vì sao lại chui vào cái clip của người ta? Anh em cũng muốn nói cái đó luôn. Nói gì đây? Cái sự liên kết đó. Nó nói thử xem. Cái cô mà em đang nghĩ đến, cô sẽ là thầy của mây trong một chương trình âm nhạc. Ồ. Chị Hồ Quỳnh Hương à? Là cái người anh đoán hồi nãy hả? Dạ. Yeah. Và lúc nãy em có thấy là album Vào Đời là của cô Hồ Quỳnh Hương, ở cuối đoạn clip là xuất hiện Hoang Mang, cũng lại là một cái bài của cô ấy nữa thì. Thế chính ra là bà mây và nhiều chuyện à? Mà tự làm lộ người ta ra. Nếu mà thế thật thì chương trình quá tuyệt vời, trời đất ơi. Nhưng mà em có một niềm tin rằng là Osen không phải người Bắc nha. Lý do vì sao hồi nãy Osen đang nói rất là trơn tru thì nếu mọi người xem lại thấy tin bật cười, là vì nói chữ cũng nó bị thành cũng. Cái gì cũng chẳng là sai. Nói chung là Osen nói nhanh quá. Đúng rồi, có khi là đến lúc đó mệt quá ngợp. Không, em vẫn tin. Tiên ơi, tiên nhầm rồi. Tiên ơi. Quan họ Bắc Ninh. Ôi, quan họ Bắc Ninh nha. Đó. Tiên tin vào trực giác của mình. Tức là em có nói với chị Tóc Tiên khi mà em xem vòng đầu ấy, hai người em nghi vấn. Nhưng mà sau khi mà nói chuyện với lại nhìn cái cách mà chị Osen nói chuyện mà tương tác với mình ấy, em lại nghĩ ra một quái kiệt khác. Ai? Một cái người mà ngày xưa hát những cái bài nó cũng rất là quái kiệt, kiểu mà chuôn chuôn. À. Chuôn.
chị Ngọc Khuê. Mình đã nói là ngay từ đầu là có Ngọc Khuê mà. Cho nên là em rất nghi ngờ. Và cái kiểu nãy giờ em có để ý nghe chị O Sen nói chuyện ấy, nó có những cái từ đệm đệm đó, là rất là giống cái cách mà chị Ngọc Khuê nói chuyện. Chị Ngọc Khuê là một cái người mà chọn toàn nhạc lạ. Mà hồi nãy anh Thành nghe cái đoạn mà hát trầm ở giữa cái bài hồi nãy ấy. Sao càng nghe giọng càng thấy giống chị Hồng Nhung ta. Chị dáng sau là chị Hồng Nhung ta. Đúng cái kiểu đó luôn. Lạ lướt như vậy. Đúng á. Rồi đúng rồi. Đúng rất là lạ lướt luôn á. Ocean, mình có thể cung cấp thông tin nó vừa phải thôi. Tại vì nãy giờ ban cố vấn cũng hơi lạc đề. Thành thì Thành thấy là hôm nay Ocean cũng phớn lắm rồi. Nói nhiều quá này lại lộ ra mất. Đang hay. Vâng. Ôi trời ơi. Chúng tôi sẽ dừng lại ở đây. Bởi vì là chúng tôi thấy các bạn đi quá xa rồi. Xa lộ à. Phải nói hay sao ạ? Thứ nhất là em dựa vào tình tiết là lớn hơn tuổi em chắc rồi này. Nhưng mà lại kém tuổi anh Thành. Mà từ nãy giờ em quan sát không trượt phát nào. Sân khấu là của em, chắc chắn là người này đó. Xin cho một cái tên. Xin lỗi Osen nếu mà em đoán nhầm. Anh đánh ai? Chị Khánh Linh. Bây giờ sẽ là cái manh mối cuối cùng đây nè. Để tôi coi mọi người chắc chắn tự tin bao lâu. Chị Khánh Linh này, chị Giáng Son này. Bây giờ tôi nghĩ chị Phương Linh không phải. Nhưng bây giờ chị Hồng Nhung này. Chị Minh Anh Minh Ánh. Nhưng không phải, chị chắc không phải chị Minh Anh Minh Ánh rồi. Ngọc Khuê, chị Ngọc Khuê mình chưa tương tác bao giờ. Đâu. Trời ơi, có MC phản biện trong vô giọng kìa. Yêu ớt quá. Manh mối. Đây là một bức tranh ạ. Virus. Em biết là ai rồi. Nói cho cái tên đi. Em đến nhà người này rồi. Và đây chính là bức tranh của người nhà người ta. Ngay tại phòng khách trên cái sofa luôn. Nhìn đây em cái bài giờ hết à. Chết rồi. Chết rồi là lộ rồi. Lộ quá. Anh biết đi, anh biết giày đi. Hơi vội, hơi vội. Thôi thiệt, bày đạt dây ba cái quỷ. Mạnh. Đó, mọi người tưởng có biết thật nhưng một lần nữa xin lỗi mọi người. Em cũng chỉ hùa theo thôi chứ em cũng không thấy nhà ai treo bức tranh này hết. Rất xin lỗi mọi người. Nói được ra nói toàn lộ không. Mà tại sao là bức tranh này là manh mối của Osen ạ? Ờ, thích của Osen là thích cái vòng tròn. Đây là chữ O đấy, Osen. Đúng luôn anh Thành ạ, với là ngày nào O cũng phải nhìn vào cái vòng tròn này để luyện tập mình. Làm sao để tóc của O nó rộng như cái vòng tròn này thì lúc đấy mới là thành công ấy. Wow. Hại não nha. Quá hại não luôn. Nói chung O là một cái đề tài tranh luận nặng đấy. Tôi thì tôi không biết sao nhưng thật sự trong trái tim tôi thì tôi muốn O phải có mặt trong đêm chung kết. Tôi chỉ nói thế thôi. Anh Thành và cái đấy còn tùy thuộc vào sự yêu mến của tất cả khán giả. Không ạ, nó tùy thuộc vào O có nói ra thêm thông tin hay không thôi. Và thế này, vì quá yêu mến O đi, cho nên là nếu như O vào vòng trong, ước gì O có thể hát bài Rebecca. Ôi dồi ôi, bài đấy mà được dạn dựng trên sân khấu này ý, chỉ có mà chảy nước mắt. Và Osen cũng sẽ thông báo rằng đây là tác phẩm nước ngoài duy nhất O sẽ hát trong chương trình, bởi vì O rất yêu Việt Nam và tự tin là những sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam vô cùng tuyệt vời. Anh Thành quê. O đến đây để truyền cảm hứng cho chính mình và cho mọi người, bởi vì mình là người Việt Nam. Đoạn này về hiệu ứng tỏa sáng nhưng mà. Nhưng mà bây giờ thì Virus là có vẻ là đang suy nghĩ về một nhân vật. Nhưng tôi phải đề nghị anh Virus đưa một cái đáp án cho anh Huy, anh giữ trong ngân hàng của anh. Chứ phải không thể úp úp mở mở với khán giả truyền hình như thế. Khán giả sao lại ủa em đấy. Bảo mật thì phải có cái điều với chúng tôi. Phải nhờ ngân hàng giữ tiếp. Rồi vâng, đây em sẽ gửi đáp án của em. Em chị thân lắm, mọi người đừng lo, sáng nào ăn sáng với nhau mà. Em nhớ nhá, có gì là chị về chị xử lý đấy. Gì? Gì đấy bác? Sao cười? Sao lại cười? O ơi, O có muốn coi cái tên mà người em thân thiết viết về O không? Có chứ, mà đọc to và rõ
Anh Nghi ơi, thôi anh Nghi ơi. Ồ, bảo đảm coi xong cái tên này là tình chị em chấm dứt nè. Này thì thế giới sân khấu này là của em. Em không đủ tự tin hay sao, biết nhỏ xíu thế hả em? Bây giờ đến thời của O phải vô nghiệm vòng tròn của mình rồi. Cũng nên nghiệm lại một số mối quan hệ chị em. Xin mời biệt đội áo đen cun ngầu VIP. Khác giòn và trước khi phần này là phần bình chọn và tớ sẽ tua ngay cái phần này bởi vì tớ sẽ không theo dõi cái phần trao đổi nữa để mà nào. Và đây là vòng căng thẳng nhất để qua một trận battle để tìm ra tấm vé còn lại. Tớ sẽ tua cái phần trao đổi. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng lắng nghe. Mọi người tớ sợ là cái viết sinh là nó 3 tiếng quá. Chui hết cảm xúc cũng như nó mang lại cho hội đồng cố vấn những điều gì, xin mời. Đức Phúc. Dài quá. Em có quay sang anh Thành em mới bảo tại sao lại quá là hay như thế này, làm sao mà biết chọn như thế nào. Không thể loại được một ai trong cái bảng ngày hôm nay. Tại vì mọi... Thực ra trong cái đoạn này tớ chưa nói cái suy nghĩ của tớ, cái hôm lúc tớ ngồi ở đấy tớ không được nói thẳng, quá dài ấy. Thì thực tế mà nói lúc mà nhìn qua rồi thì lúc mà nhìn ba cái người diễn này thì lúc đấy tớ có nghĩ rằng là nếu mà tớ phải chọn ấy, thực tế là tớ sẽ chọn bài của May và bài của Osen, không phải nói Osen chắc là nhất rồi. Và May và Kỳ Đà sẽ là cái người tranh chức 1 và 2. Nhưng mà cái tình huống lúc đấy anh Huy xử lý làm khá là mọi người bất ngờ, làm cho mình bị ao cái mai luôn. Là bởi vì các bạn nghe có thể thấy là bài của chị Kỳ Đà cũng quá hay. Nó cũng jazz, nó lãng mạn, nó tuyệt vời, nó ổn. Nhưng mà xét về cái sự nổi bật về giọng hát và cái perform, tức là màn trình diễn, thì bài của Osen và bài của May trội hơn. Osen thì trội hơn hẳn, còn May thì trội hơn một chút. Còn đó là cái suy nghĩ của mình. Mọi người đều thể hiện rất là hay ở mỗi cái phần biểu diễn của mọi người, và đặc biệt rằng là đều tôn được chất giọng và cũng như là tất cả những cái hay nhất, tinh túy nhất vào cái phần trình diễn đó. Cảm ơn May, cảm ơn cô Osen, cảm ơn chị Kỳ Đào Hoa rất nhiều. Xin mời ý kiến Varad ạ. Đầu tiên em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ba nhân vật của chúng ta trên sân khấu ạ. Tại vì là mọi người biết ở đây vừa phải hát hay nhất có thể, vừa phải diễn đạt cảm xúc đúng như cái nhân vật mình hóa trang. Cái trang phục mascot cũng rất là khó để di chuyển nữa. Thì đấy là một trong những cái điều khó nhất. Thứ hai đó là bởi vì có lớp mặt nạ nữa, mọi người rất là bung xõa với những cái cá tính còn lại của mọi người. Cho nên là em rất là may mắn em ngồi đây không phải mua vé và được nghe những cái gọi là siêu phẩm. Và thực sự là đối với em lúc này cũng đang khá là băn khoăn và khó nghĩ trong việc là sẽ bình chọn ai, bởi vì cả ba người đều xứng đáng cho vòng tiếp theo. Và đó thấy khi mình nghe live trực tiếp vào sân khấu với lại mình nghe qua màn ảnh như thế nào ạ? Với góc độ cá nhân của Rớt đã từng nghe trên màn ảnh với những tập trước, nghe trực tiếp nó sẽ hay gấp 10-20 lần. Đó là lý do vì sao. Cái này ý tớ là cái trải nghiệm về mặt âm thanh ấy, nó sẽ hùng vĩ, nó epic và nó chuẩn chỉnh một cách cực kỳ là đầy đủ. Còn khi mà tớ nghe tai nghe, tớ chỉ tập trung vào cảm nhận âm thanh và mắt nhìn đánh giá trên cương vị một platform là cái hình ảnh mà thôi. Đâm ra khi nghe trực tiếp chúng ta sẽ có những cái tinh thần mà nghe ở nhà không thể có được. Sao mà thực sự là ngồi đây là một cái điều hãnh diện và may mắn vậy đó. Cảm ơn bạn. Em lần lần ấy, tại vì lâu lắm rồi em mới được ngồi tham gia một cái chương trình mà. Sau đây mọi người tớ tua một cái để xem thử cái việc chọn cái người biểu diễn thế nào nha. Và trận battle sẽ diễn ra giữa Kỳ Đào Hoa và Lady May. Lúc này thì Lady May cảm nhận thế nào cũng như là có đánh giá như thế nào về đối thủ là... Cái này là vì tớ biết rồi nha mọi người, tớ tua được cái đoạn bình chọn Kỳ Đào Hoa. Đối với May, chị Kỳ Đà là một người có tư duy âm nhạc rất là tốt và cũng là một đối thủ đáng gờm, nhưng mà cũng rất là mong chờ cho phần battle này. Còn Kỳ Đà Hoa thì sao ạ? Kỳ Đà Hoa thì chưa biết rõ May là ai, nhưng mà có coi May trình diễn ở mấy cái tập trước thì rất là hâm mộ, một dòng ca trẻ rất là nảy lửa. Đến cái phần này bắt đầu mọi người cũng cảm nhận được đúng không? Tức là cả cái thời gian, cả ngày quay thì cái trận battle gần cuối cùng này nó sẽ là một cái trận đấu liên quan đến cả thể lực nữa. Nó thể lực ai tốt hơn thì người sẽ tốt hơn. Hội đồng cố vấn cảm nhận thế nào về màn show kè này? Tôi thật sự là thích, tại vì hai người này tư duy âm nhạc đều tốt, họ đều có quảng rộng, phải battle với nhau thôi.
Em nghĩ rằng là cái trận này cái sức ảnh hưởng lớn nhất là nằm ở trong bài hát lựa chọn trong trận battle. Tại vì là nếu nó là một bài nhạc pop mà trong trẻo thì May có lợi thế hơn hẳn, nhưng nếu nó là nhạc tiết tấu thì Đà có lợi thế. Virus nói đúng, cái bài mà ban tổ chức chọn sẽ là một cái bài mang cái tính quyết định. Tại vì bất cứ ca sĩ nào trên đời này cũng phải có cái sở trường và cái sở đoạn của mình cả. Và quan trọng là ban tổ chức cũng chẳng biết ai rơi vào vòng này. Cho nên phải chọn một cái bài mang cái sự trung tính. Đó, thì bây giờ gọi là học tài thi vận nha. Và ca khúc lựa chọn ở vòng battle này là một ca khúc trung tính, có thể là sở trường của cả hai. Và bài hát này là một câu chuyện về hai người phụ nữ trưởng thành. Tuy có cuộc sống khác nhau nhưng chung một nỗi đau về tình yêu. Tôi biết luôn. Anh Thành đoán thử. Nó có thể là nằm trong hai tác phẩm này, đều là R&B hết. Một là Đến Khi Về Quê Mệt Đi Về Nơi Nhịp Tim Chạy Theo Lý Trí, nỗi đau ngự trị của Lương Bằng Quang. Hai là Sợ của Châu Đăng Khoa. Và ca khúc này là sự kết hợp đầu tiên của hai ca sĩ Thu Minh và Hồ. Ôi, bài đó, mày có sợ. Ôi. Màn battle này, tấm vé quyết định cuối cùng là ca khúc Sợ, một sáng tác của Châu Đăng Khoa. Mọi người nhớ comment nữa nha, tại vì là đây là số đầu, gọi là số đầu tiên tôi ngồi, không biết là số sau được không mọi người. Comment ủng hộ cho Virus để người ta mời Virus đi show sau, tôi muốn ngồi thêm mấy show nữa. Wow. Chui vào đêm thật khẽ, chợt thương mình sao nhỏ bé. Chui vào giấc ngủ sâu mà đêm nặng nề. Trôn vùi hết ký ức để con tim bất dây dứt, rồi lại tìm trong hư vô. Nhìn nơi đâu bình yên vỡ về con tim khi tâm tư mọi nẻo. Đúng là nghe qua online ở nhà là nhận ra giọng ngay mọi người ạ, tại vì lúc này nghe rõ quá. Đoán hơn ngồi đây. Trôi những vượt biên xa người hoang mang. Giữ lại một mình với những phát tài. Sợ bóng tôi ghé qua nơi này, bóng tôi cứ vây quanh đây. Tô ngày thơ bằng những sai lừa. Sợ cứ thức giấc trong thân thờ, cứ thức giấc trong nghi ngờ. Sao mình hoài trôi vào giấc ngủ sâu hoàn thêm nặng nề. Chôn vùi hết ký ức để con tim đứt dây dứt, rồi tìm lại trong hư vô. Tìm nơi đâu bình yên vỗ về con tim để khi tâm tư mỏi mệt. Ngày trôi nhanh và đêm sang ngày hoang mang, rồi lại một mình. Sao mình hoài đau đớn thế? Sao mình hoài?
rồi. Hay quá. Mày sợ là anh Khoa hay phê. Rồi tớ muốn đánh tí piano bạn này nhá. Tớ muốn đánh thử cái điệp khúc của piano bạn này. Ngay khi chúng ta nghe, chúng ta đã thấy được cái một cái giọng trẻ đầy nội lực và một giọng của một người chị cũng rất khỏe nhưng mà cũng đã rất từng trải, và chúng ta cũng thấy cái sự chênh lệch trong cái phần perform nó gần giống như cái bê đồ trước của hai nam. Thì rõ ràng chúng ta thấy được cái giọng của Mây dày hơn. Đây là những cái tớ định nó, kể cả tớ chưa xem trước nha, tớ không muốn nói dựa trên tớ đã xem rồi nha, mà tớ đang phân tích dựa trên cái thời điểm tớ ngồi đấy, tớ cũng đã định nói những cái điều như vậy rồi. Câu thấy sao sâu mà về đầu vừa rồi thì cảm nhận hồi đầu của Bấn như thế nào ạ? Trước hết để em cảm thấy sao ra thương hai mascot, tại vì là chuẩn bị diễn đứng rất là lâu, sau đó diễn thêm mọi người theo đứng đây xong còn chờ người ta lên setup cái sân khấu đèn đóm lửa lủng lầu lắm, tội hai người dã man. Mới thấy sân khấu là lửa nữa, rất là nóng, và trong bộ trang phục như vậy thì cả hai người đang trải qua một cái trải nghiệm nó rất là khó khăn. Thứ hai đó là ta có một màn perform for battle, tức là phải loại ra, cho nên là cái phần liên quan đến thể lực sẽ là cái yếu tố được nhấn mạnh và đôi khi nó sẽ gây ấn tượng dành cho cả khán giả của lời bình chọn hoặc là ban cố vấn. Dù sao thì em thấy là đây là một màn battle mà 19-10 rất tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên hát song ca với nhau có cái sự ăn ý như vậy, nó rất là khó. Mặc dù chúng ta sẽ tua qua cái đoạn này nha mọi người, tự nhiên tớ dừng lại bởi vì tớ thấy đỡ sẽ tua ra cái việc chọn nha. À, ai thì mọi người biết rồi đúng không? Chắc là tớ tua đến cái đoạn đấy rồi. Rồi. Lady May! Lady May! Quá trình thì chúng ta cùng xem cái việc cởi mặt nạ của chị Kim Đào Hoa. Ta giả giọng tốt. Đây thưa quý vị, chúng tôi sẽ được công bố phong bì đầu tiên của ca sĩ Tóc Tiên. Ấn tượng đầu tiên về Kim Đào Hoa đó chính là ca sĩ Đoan Trang. Wow. Mà tôi tức thưa quý vị, người anh của tôi kể cả khi viết thư cũng không giấu được sự tự tin ngút ngàn của anh ấy. Vào đúng là anh em sinh đôi. Nhưng có tiến hóa hơn tí xíu, đó là ca sĩ Đoan Trang 100% khỏi chối. 100% khỏi chối. Ông bà có câu già đâu còn ngu nữa. Tôi là tôi nói tê tê đó. Tê tê. Hai chữ tê. Để xem nha. Xin mời biệt đội áo đen cool ngầu của chúng tôi hãy đến với thời khắc này. Khán giả trường quay hãy cùng hô lớn khẩu hiệu chương trình ở giây phút này ạ. Đó là mở ra, mở ra. Ca sĩ bài hit của chị Đào Hoa ngồi body rất là sexy, là các bài hát mang giai điệu Latin không? Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Em có để ý chị có một cái luyến thì liệu cô Đoan Trang có làm thế không? Đang có chứ. Thank you.
Show. Em thật với chị, cái phần chị hát nàng thơ là phần em tốn nước mắt khủng khiếp. Một lớp nhân vật mắt sút làm mình tốn nước mắt. Chị Thảo Trang. Ủa còn tiếng à? Còn. Hết rồi. Hết rồi. Hết chỉnh tiếng rồi chị, em chào chị. Đừng chập tâm. Trời đất ơi. U là trời. Làm sao mà không biết được. TT. Đó thiệt chứ. Quá lâu mới có một cái chương trình mà tham gia mà vui vậy. Vui đúng không chị? Vui đúng không? Rất cũng vui luôn nè. Rất cũng vui luôn nè. Hồi nãy tôi là người bình chọn cho Kỳ Đào Hoa ở vòng cuối đó. Nói để Trang tin là Trang đã làm một good job. Là bởi vì lâu rồi mình không nghe nhau hát. Nhưng mà rõ ràng Trang bây giờ đã rất là bình tĩnh, đầy đủ cái nội lực và cái sự tự tin để xử lý một bài hát, để yêu nó, cháy với nó. Tôi thích cái sự bình tĩnh của Trang khi xử lý bài hát lúc này. Thực ra thì cái ngay cái khâu chọn bài mà với cái tiết tấu vừa rồi, đúng là kể cả có chọn mix đi chăng nữa thì tớ nghĩ vẫn là hơi thiệt một xíu dành cho chị Thảo Trang. Là vì đúng là cái cặp đấu là nó làm cho việc mọi người dễ nghiêng nhiều hơn. Bởi vì giọng chị Thảo Trang hay hát nhạc tiết tấu, đâm ra là việc liên tục phần lời nó nhả nhạc Latin, nhạc tiết tấu, nhạc châu Âu, US UK thì nó làm cho chị, tại vì chị Thảo Trang là chị giống chị Đoan Trang là rất muốn có nhảy nữa, đâm ra các bài tiết tấu như vậy nó khá là nhanh. Trong khi đó đối với những cái phần tê thì khi mà biết được perform thì nó lại liên quan đến việc mà đủ ngân câu đủ dài, thể hiện phần đủ dài những cái câu ngân xử lý ấy. Thì cho nên là đã bị thấy là cái việc mà nếu không phải nhạc tiết tấu thì quá, tất cả so với nhạc còn lại quá khó chị Thảo Trang, nhưng mà chị đã làm rất tốt và vòng này đã quá giỏi rồi. Lần đầu tiên em gửi lời chào đến chị Thảo Trang. Thực ra là lần đầu tiên em nhìn thấy chị, khi bước ra thôi em chơi ngay chị hát em lại đoán là chị Thảo Trang rồi. Cái nét đặc trưng của chị Thảo Trang nó không chỉ đến từ giọng hát, nó đến từ cái thần thái và cái body của chị luôn. Không thể nào mà chật đi được. Nên rằng là khi mà đúng thật là chị thì em mới thấy rằng là rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Thảo Trang rất nhiều ạ. Cảm ơn em. Vâng, đầu tiên cho em gửi lời chào chị ạ. Em là Hoàng. Thực sự là em là không có nhiều dịp để nghe chị hát. Ra em nể phục nhất và trân trọng nhất là vì em biết là chị sẽ cố tình hát hơi giống chị Đoan Trang, làm cho thậm chí là anh Thành, bản thân em và rất nhiều người khác xem. Thì đấy là một trong những cái phần em nể phục nhất. Em cảm ơn chị ạ. Em chào chị Trang. Cách đây rất là nhiều năm em có gặp chị hay hát acoustic ba, lúc em rất là thích đi nghe, em đã ấn tượng rất là mạnh với chị. 15 năm rồi đó. Dạ. Mười mấy năm rồi, chị Thảo Trang hát mấy nhạc Tây hay lắm. Yeah. Chị hát nhạc Alicia khi mà da gà em nổi lên từng cơn. Cảm ơn chị, đã rất lâu rồi em mới được nghe lại giọng hát này và kiểu như thế. Nói chung là cũng rất là nhiều cảm xúc. Tại vì đây là một cái cơ hội rất là lớn để cho mình ôn lại nhiều cái kỷ niệm, được gặp lại những người bạn của mình, rồi khoe cho khán giả truyền hình thấy là mình bây giờ đã thay đổi như thế nào qua một cái quá trình. Và yêu nghề hơn bao giờ. Thì đam mê thì mới đi đến cùng. Dạ. Cho dù có khó khăn đến mức độ nào đi nữa thì cũng trồi đầu lên lại. Thì đây là một cái sân chơi rất 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 là nhiều niềm vui. Và Trang cũng như những cái bạn tham gia là đều rất là hồi hộp và kiểu tò mò như nhau. Là đều muốn biết cái người trong cái mascot kia là ai. Nên cái màn mà mở cái mascot này ra cũng rất là thú vị. Trang sẽ về nhà xem tiếp cái chương trình và cùng cổ vũ cho những bạn thi còn lại. Wow. Cảm ơn chị, thật tốt quá. Và đặc biệt là bây giờ tôi sẽ lật lại những cái hình dành cho nhân vật Kỳ Đào Hoa. Những tập đầu có một cái hình là chị có xuất hiện là một cái công nhân. Hình này có thật ở ngoài đời hay không ạ? Có một cái thời gian mà trước khi Trang đi học tại nhà viện á, thì có 2 năm là sống ở Bình Dương. Lúc đó làm việc ban ngày cùng mẹ, còn buổi tối thì đi học bổ túc thêm. Rồi chấn thương là có không? Cái chấn thương là đi trượt tuyết thiệt. Bị 2 chân 2 lần luôn. Trời đất ơi, mê mạo hiểm lắm. Chứ bây giờ có con rồi bớt chơi với chồng mạo hiểm mà sợ. Một cái chi tiết mà em không có nhắc tới hồi nãy, đó là cái chi tiết là Keep Walking. Một cái MV mà chị Trang cho ra mắt đúng không? Thì đó là em nhìn cái đó là em rồi, chị Trang rồi. Tình ý. Đó là một trong những scene có trong cái MV dạ, nó từ đầu trong vừa ra mắt. À đó, thì đó em nhớ. Cột mốc 15 là cái gì? 15 năm ca hát. Trời ơi, 15 năm rồi đó hả? Time flies. Nhưng mà 15 năm chúng ta vẫn đứng đây là chúng ta phải hạnh phúc, là vì cái niềm đam mê lửa nghề của mình nó vẫn còn.
Và Trang cũng rất gửi lời cảm ơn đến chương trình đã mời cảm ơn chị nhiều để Trang có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với tất cả những bạn diễn cũng như là đưa những cái phần trình diễn của mình, và rất mong quý vị khán giả yêu mến và ủng hộ những phần trình diễn này cũng như tất cả những người bạn cùng thi. Yeah. Trong cái tập 1 á, chúng ta để ý thấy là có một cái điều ước đó, chỉ có biết là cuối cùng ông trời không phụ lòng mình. Đó, thì mình chia sẻ xíu về cuộc sống ở nhà như thế nào ạ? Ngày xưa thì trẻ mà thì ước nhiều lắm. Khi mà bắt đầu đi hát thì bắt đầu ước mình nổi tiếng. Rồi sau khi nổi tiếng rồi thì có một cái ước mơ khác là ước mơ về gia đình nhỏ. Những cái hạnh phúc thì Trang có một đứa con trai rất là kháu khỉnh, rất là thông minh. Nhưng mà giờ Trang ở đây hay là ở nước ngoài? Nước ngoài Trang lâu lâu Trang đi thôi. Đó là cái điều mà hôm trước chị Harry Won hỏi làm tụi mình bị phân tâm đó, anh nhớ không? Nhưng mà ngày xưa đi nhiều thiệt. Vì đi nhiều cho nên ít có cơ hội mà sản xuất nhiều sản phẩm âm nhạc. Khán giả tăng lên comment đòi bài. Lo sản xuất em bé không là lo sản xuất âm nhạc được. Trong đoạn clip đầu cũng có bật mí đó, bé đó Alexander Nguyễn. Bé mấy tuổi rồi? Bé hơn 5 tuổi, sắp lên lớp 1 rồi. Ảnh là người nước nào? Người Mỹ. Ổng đâu? Học trường song ngữ. Không không, ông chồng á. Ông xã đi xa rồi. Ủa, tôi thằng nghe đoạn này tôi không đỡ được. Phải kìm. Ba Alex là mất rồi. Nếu mà không có đọc tin tức thì không biết. Ủa? Có mất mấy năm trước rồi. Oh, I'm sorry. It's life. Yeah, mà chuyện gì xảy ra với ảnh? Tai nạn. Xong hôm nọ Alex có nói một cái câu rất là cũng biết tả sao. Mẹ, mình đang ở thế giới nào và mình sẽ đi đến một cái thế giới nào nữa, đúng không? Tại vì trước đó anh nghe bà ngoại kể cái gì về cõi tạm gì gì đó. Xong anh nói mẹ vậy. Xong em nói đúng rồi con, bây giờ mình ở tạm đây thôi. Xong mình sẽ đi đến một cái thế giới nào đó. Xong anh nói là ồ, vậy cũng vui. Vậy mình lên thế giới đó mình sẽ được gặp ba. Vậy mình lên thế giới đó mình sẽ được gặp ba. Muốn giết tôi hay sao mà bật nhạc nền chi hát nữa, trời ơi. Nên thôi chúng ta rất vui vì gặp nhau được ở thế giới này. Thực ra tớ cũng muốn là reaction thì tớ cũng sẽ nói hết những cái cảm xúc á. Thực ra thì thực tế là tớ cũng không thể nào reaction và không thể nào nói cái gì nó không đúng suy nghĩ của mình được. Thì bố tớ cũng vừa mất trong năm nay, nhưng chắc là nhiều người bạn Facebook chắc cũng sẽ biết qua. Ở một vũ trụ nào khác chúng ta sẽ lại gặp lại nhau. Không, chắc chắn là như thế. Vẫn luôn thích cái cách mà Trang nhìn cuộc sống á. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Trang là người luôn tích cực, luôn luôn biết cách đón nhận mọi thứ đến với mình một cách tự do. Cái gì nó đến với mình nó cũng có lý do của nó hết. Rồi thay vì bây giờ mình cứ ngồi để mình chịu đựng nó thì không. Chúng ta không chọn cách chịu đựng, chúng ta định nghĩa nó lại. Và hãy nghĩ nó là một trong những cái gì phải đến trong cuộc đời. That's it. Đây là trải nghiệm của cuộc đời mình mà. Yeah, that's like. Và chúc chị sức khỏe, chúc chị mãi máu lửa. Love you. Lên chị ơi. Bây giờ là một ca khúc để mình cảm ơn tất cả những khán giả theo dõi chương trình The Masked Singer. Đặc biệt là cảm ơn cái nhân vật của chị đã mang lại. Một cái nhân vật nó quá nhiều năng lượng, quá nhiều màu sắc. Thì bài hát lộ diện là bài hát gì ạ? Đáng lẽ cái bài hát này là sẽ hát cho cái vòng tới nè. Sẵn cái cơ hội này, Trang cũng nói đến cái ước mơ của Trang là đã trình diễn được với tất cả những người bạn diễn của mình. Đến thời điểm này, khi cái giọng hát của mình đã chín mùi và Trang biết là Trang có rất là nhiều khán giả luôn âm thầm ủng hộ, và đến khi Trang ra sản phẩm thì vẫn ở đó, vẫn rất là nhiệt tình, rất là trung thành. Trang gửi lời cảm ơn sâu sắc. Cái này là ước mơ của Trang, và Trang muốn nói với con trai của mình là mẹ thực hiện những cái ước mơ của mình được, và mẹ muốn con sẽ luôn có những cái ước mơ riêng của con và sẽ cố gắng hết mình. Mẹ sẽ một phần hỗ trợ để con có thể chạm được những cái ước mơ của con. Và ca khúc này Trang cũng xin đặc biệt tri ân đến là mẹ của mình. Mẹ là một người hy sinh rất nhiều cho Trang, cho gia đình, cho con của Trang nữa. Đây cũng là một cái
ước mơ của mẹ ra là con của mẹ nổi tiếng hát hay. Mẹ rất là tự hào khi Bạch Trang lên chương trình này nè, mẹ và con trai đều xem rất là tự hào. Thì Trang nghĩ là Trang đã làm một điều gì đó cho mẹ mình. Đây là ca khúc của Hứa Kim Tuyền, Ước Mơ Của Mẹ. Yeah. Ôi,
chấm cái demo. Nói chứ Trang cũng hiếm khi khóc lắm. Chỉ có khi nào mà nói về gia đình, cha mẹ con cái mình mới khóc thôi, hiếm khóc lắm. Sao tự nhiên nay mọi người xúc động hết vậy? Không đỡ được thật sự. Khi mà em viết cái bài này á chị, là em chỉ đứng ở góc nhìn của một người con, là em nghe câu chuyện của những bà mẹ và kể cả câu chuyện của mẹ em làm công việc này, nhưng mà vì anh hai em nên là mẹ em quyết định là ở nhà nội trợ và may ở nhà. Em cũng chỉ là trời ơi, mình đang bị ứa rồi, anh Huy hiểu thế kia. Lúc luôn mình đứng đấy mình cũng thấy Huy mà mình không bị tập trung rồi. Ây da. Ở một tâm thế của một người con. Nhưng mà sau này khi bài hát này nó lớn lên, nó chạm được nhiều trái tim hơn. Nó đến với nhiều người mẹ hơn. Và hôm nay là cái bài này giống như là fit hoàn toàn với câu chuyện của chị luôn. Cộng hưởng rất là nhiều. Lần đầu tiên em thấy anh Huy khóc luôn á. Ủa sao vậy? Lần đầu tiên tôi mới thấy luôn, chưa bao giờ tôi đi làm show với MC Ngô Kiến Huy mà tôi thấy nó khóc hết trơn. Trời ơi. Sao vậy? Thôi coi như cái sự xuất hiện của mình trong chương trình này đã mang lại được một cái giá trị tinh thần. Dễ gì mà lấy được nước mắt hết cái vàng. Sao chị chọn bài này vậy? Thành thật nha, là cái lúc đầu là chị định hát một bài về cha, tại vì ba chị mất rồi. Và có chọn cái bài trong phim Thành á. Phim Bố Nhà của anh Thành. Nhưng mà bạn khác rồi. Hát rồi. Đó, dòng đời đưa đẩy làm sao lại hát được hát về mẹ, lại được gặp em hôm nay. Cảm ơn chị luôn. Cảm ơn chị đã hát rồi nè. Cái bài này nó như là nó cộng hưởng câu chuyện của chị Trang á, là giống như là ngày xưa mẹ cũng ước mơ vậy. Mẹ em cũng ước mà. Trời đất ơi. Mà đúng cái bài hát này là nó dễ chạm đến mẹ của tất cả mọi người luôn à. Mẹ nào cũng hy sinh hết. Mẹ nào cũng đang ước mơ cái gác dẹp qua một bên có con xong cái cho con hết. Tại vì ngày xưa mẹ em cũng có một ước mơ như vậy. Cũng mong là sau này em sẽ viết tiếp ước mơ của mẹ em là làm nghệ thuật. Nên à, mẹ đang rất là vui rồi, happy rồi. Không sao, mẹ em sẽ rất vui với số tiền hiện giờ em đưa cho mẹ mỗi tháng. Em yên tâm. Em cảm ơn chị Giang rất là nhiều, bởi vì là bài hát quá tuyệt vời. Với lại là em thấy là cái màn mà lộ diện này nó đẹp quá. Vì tại Mask Singer em mới được nghe chị hát bài hát này, với lại nghe câu chuyện của chị. Em không biết là cảm ơn chị rất là nhiều đã cho em cảm xúc thế này. Thì thường cái bài này á, nó hay với Trang là bởi vì á, Trang cũng đang rất là hot trong cái thời điểm của Trang. Một cái người phụ nữ mà đang trên cái đà danh vọng, tự nhiên có gia đình là mọi thứ dừng lại hết. Nó mất rất là nhiều thời gian để lấy lại phong độ của mình. Tôi mới thấy rất là thương cho bạn của tôi. Tài năng có, sống rất là enjoy cuộc sống. Hát cái nhạc cũng lạ nữa. Mọi thứ nó đang trên một cái đà phát triển tốt thì mọi thứ nó bị kẹt lại vì ước mơ của những bạn nhỏ. Cho nên hy vọng là lần này trở lại quý vị khán giả yêu mến Thảo Trang thật nhiều. Để đáp ứng sự yêu mến và mong đợi của quý vị khán giả, The Masked Singer Việt Nam đến tất cả quý vị rồi. Thú vị, chương trình được thực hiện thứ hai, The Masked Singer Việt Nam. Thông chính thức của chúng tôi, Hoàng. Hết rồi, à quên, hình như còn cái nhá tập to. Trang được tham gia một cái chương trình mà rất là tò mò chính cho bản thân mình luôn. Rất cảm ơn chương trình, Thảo Trang đã có một cái trải nghiệm cực kỳ vui, rất là nhiều kỷ niệm. Rất là nhiều sự xúc động. Và Kỳ Đào Hoa xin chào tạm biệt. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị mãi mãi có sức khỏe, thành công và tiếp tục ca hát chị nhé. Đừng bỏ chị nha. Các bác chị ơi. The Masked Singer Việt Nam. Anh tài. À, tập sau là anh đúng rồi ơi. Mọi người hãy ủng hộ cho tôi quay lại một tập nữa được em. Ôi. Tập sau có Hưu, Thần, Tín, Nâu, O Sen, Lady May, Phương Hoàng, Báo. Wow! Tập sau là 6 người. 6 người loại mấy ta? 3 loại 2 đấu battle loại 1 còn 6. 6 loại mấy ta? 6 loại 1 hả? 5 trừ 1 hay 6 loại 2? Còn 4 đấu nhau bán kết? Maybe 6 loại 3 thì sao?
không được 6 loại 3, không được chắc là 6 loại 2 hoặc 6 loại 1. Vỗ tay thật lớn nữa để chào mừng top 6 của chúng ta. Không, 6 loại 3 mà 3 người đấu bảng mà hát kiểu đấu đổ thể loại cũng được đấy. Tớ cũng không thấy một cái, chưa thấy cái kiểu như là luật lệ hay là nội quy thi đấu. Thể lệ thi đấu thì không được thể lệ. Báo này. Thì đâu hát cái gì mà đội cái gì đấy? Đám cưới chuột là cái gì đó, hát đám cưới chuột đúng không ta? Ui Hưu Thần đẹp nha. Bài mà Hưu Thần thằng B là bài hát rung động vừa rồi với cả Tăng Phúc là thằng B. Cái bài rung động tôi nghe suốt ngày. Phương Hoàng hát có thể là nhạc Vans hoặc là Vans Symphony nhạc kịch gì nha. Sen hát nhạc Việt Nam này. Lần đầu tiên mà chương trình của chúng tôi mời về một khách mời gây choáng ngợp như thế. Em nghĩ là em biết quá nhiều giọng hát. Mình nghĩ là anh Thu giống mình lắm, cũng yo nhưng cũng không quen ai. Hôm nay anh Tú có mặt trực tiếp tại đây thì chắc chắn là cục diện nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Đến mà xem. Em không biết đọc tên mà không lẽ em lại đọc nơi ở của người ta luôn. Wow. Anh Tú, em có lén lút đi ăn cùng với Diệu Nhi rồi. Với Diệu Nhi rồi. Tình về nơi đâu? Người ơi, tình về nơi đâu? Em ơi, tình về nơi đâu? Người đây, người đây. Yêu thương cho tới nơi đây. Chị Lộc. Anh Mai Tú không ta? Xin lỗi, anh Mai Tiến Dũng không ta? Anh, tớ nghĩ anh Hưu Thần dễ là Mai, anh Mai Tiến Dũng không ta? Một mẫu vật. Wow, vậy là vòng sau là Phượng Hoàng nổi bật. Hát hay mà nó chảy nước mắt mà mình không biết tại sao mình khóc. Thiệt luôn á. Khi mà ngồi ở đây á, mới cảm nhận được hết. Mình được nghe live, nó đem tới cho mình cảm giác nó khủng khiếp như thế nào. Chạm đúng một cái dây thần kinh cảm xúc của mình một phát là phải bật lên liền. Ở đâu ra cái con người gì mà càng khi càng hay. Nó như là aged wine vậy. Tức là rượu mà càng ngâm lâu á, càng nồng nó càng giá trị. Bạn nâng niu tình yêu của mọi người rất nhiều qua mình. Nó giống như là em được nhập vào một câu chuyện trong một cái thế giới hoạt hình á. Không thể tưởng tượng là cái người đó có thể biến hóa được tới như vậy. Căng não như sợ luôn á, chưa một cái mascot nào mà tới phòng này rồi mà tao cũng không chưa đoán ra được. Một nhân vật hiếm hoi của Việt Nam. Không phải mình đặt bạn vào một cái trò chơi đâu mà bạn đang dẫn dắt chúng ta trong một cái trò chơi của bạn ý. Mỗi vòng bạn ấy đưa mình đến một cái nơi khác nhau, đến một cái bất ngờ, đến một cái tò mò khác. Em sẽ đợi giây phút đó. Mở ra. Ai mở ra? Mở ra và đó. Nếu mà chỉ có một mình Hưu Thần là con trai ở vòng sau thì có khi nào? Những nghệ sĩ một lần nữa sẽ phải hết mình biến hóa để tranh tài và giữ kín điều bí mật nhất đằng sau lớp. Ok, rồi cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi và đỡ sừng và đỡ thề. Tôi ngồi với các bạn 2 tiếng 20 phút rồi đấy. Quá đáng luôn, thực sự luôn đấy. Thực sự là hôm nay cũng có quá nhiều cảm xúc thực tế như ngày hôm nay ngồi trải nghiệm thì bây giờ tôi mới được xem. Và một lần nữa cảm ơn rất nhiều mọi người đã ủng hộ cho The Masked Singer và rất hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ cho The Masked Singer. Và cũng đừng quên ủng hộ cho Virus nữa nhé. Nhớ bỏ lại một like, comment ủng hộ để tôi được quay trở lại là nghe thêm, comment và chia sẻ video nếu có thể. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video reaction tiếp theo. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.